Em ơi đừng khóc nước mắt ướt đẫm sẽ mất em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Sẽ cho màu mất nước mắt cuối vẫn cứ chia ly. Em chào mọi người. Ôi, có cái vòng một chút gì. Em chào cả nhà. Nay có thở hay gì không? Trời, chị đi về luôn á. Chị mới đi về á. Chào Bảo Hân. Để mà chị chia sẻ xíu nha mọi người. Cốt này cốt mắc cười lắm mấy chị. Em coi rồi. Cốt này chắc hàng khoai ke hay gì hết kìa. Không biết. Em ơi đừng khóc nước mắt ướt đẫm sẽ mất em đi. Bố. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Em share bài xíu nha mấy anh chị ơi. Buồn quá. Alo, chào Bảo Hân, chào em. Hai cái vòng cốt, cột. Có khắc gì? Nhưng mà sao đây có chữ China? Đây cũng cốt cũng có chữ China, làm sao mấy em mọi người nói cho em biết có lý do. What, cái này làm sao bán cái hai cái vòng này 100.000 đó mấy chị, nó có chữ China đó, em không có biết, em khui kiện để nó có bán 100.000. Trời ơi gắt cái tay rồi mọi người ơi. Em bị gắt cái tay rồi, thấy không mọi người? Con cá. Em chào chị đó quý nhà. Cái gì vậy con? Sợi canh bao nhiêu? À, đau quá. Thu Minh Bùi. Em chịu gửi xe còn 1.350.000 á. Cốt này 100 nha mọi người. Chăm chốt cho chị đáo bị ngạn. Ngẩn xanh say mấy. Cái gì vậy con? Cảm ơn chị đáo bị ngạn nha. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị Niều nha. Cảm ơn chị Niều nha. Ngẩn xanh. Nó lại có nữa này. Nhẫn xanh xây máy xây 10 lúng. Cái này nó là cẩm thạch chứ không phải là ngọc bích đâu. Xây 10 to lắm này, đàn ông đeo chắc. Mới khui chị. Mới khui á. Mới khui nè. Cô dạy em 1, 2, 3. Mở nhỏ lại đi ông ơi. Trời ơi. Trời ơi to bà cố. To lắm. Em mới khui mà. To quá. Chờ một chút để dọn chỗ cho. Kéo gắt hoài. Mẹ nó. Có hai cái chén nữa nè, bữa chị nào lấy hai cái chén kia và còn có chén chuột với chén rắn nè.
hai cái này 200 nha. Trắng chuột với trắng rắn 200. Hộp đem là cái vòng em đang đeo nè. Ai da. Hộp đen là cái vòng em đang đeo á. Đó. Hiệu này. Mở bán có một cái bán 70 rồi, hôm nay cũng bán 70 luôn cho mọi người. 70 lên mã 70. Chán về làm gì? San hô nè. Ê. Chán về chân. Về chân á. Cái vòng tay đeo hiệu đó đó chị. Một cái san hô đỏ nhánh nè mấy chị. San hô đỏ nhánh này 200 nhá. Ai lấy 200 lên mã 200 giùm em. Ai lấy 200 lên mã 200 giùm em nhá. 70 cho chị đáo biển ngạn. Được hai cái hộp đẹp. Cái gì vậy, trước khi mẹ like là mẹ đã cho con ăn rồi, bây giờ con đói cái gì mà con đói? Thôi mẹ mới bán hàng để cho mẹ bán xong đi. Bán xong mình nấu cho con nè. Ok. Ngọc Hòa Điền kết với một viên phenic gì đó, có mấy mặt không phát. À, em đang vừa khui vừa bán em cũng không biết luôn. Nè. Ui cái viên này nó trong mấy chị. Nè mấy chị nhìn nè. Vòng xanh đi to lắm. Để em lấy. Cái này nó có kiểm định rồi ha. Ngọc Hòa Điền. Cái này em để cho mọi người là 550 nha. Em chào anh Ngộ Chí Tịnh, 550, ai lấy thì lên mã 550 giùm em. 550 nha mấy anh chị. Em chào anh Ngộ Chí Tịnh. Em chào chị Châu Nguyễn. Ni này ni 62. Nó dễ lắm. Ủa mở kiểu nào mọi người? À mở như vậy. Ngọc Bích. Ngọc Bích. Nè. Cái chỗ vàng này á là nó không có mới lắm. Mấy anh chị về phải đi gọi là đi xì ba nó lại. Đấy. Nè. Mở chỗ này ha. Em bị nháo. Ai vừa tay thì mình chốt nha mấy anh chị. Rồi cái vòng này em bán cho mọi người là 400 thôi. 400. Cái chỗ vàng này mọi người phải đi xì ba lại nha. 400. Lấy lên mã 400 giùm em nha mọi người. Đi 62. Mà cái này nó, ví dụ mà tay mình 60 á, mình vô vẫn được. Chứ ví dụ mà cái vòng mình nó không có hở như vậy nè, tay mình nó hả 58 mới vô được thôi. Tại vì nó sẽ bị chật á. Con yêu ơi, mở nhỏ lại giùm mẹ xíu được không con? Cái quái gì vậy? Lapis kết với tourmaline và thạch anh tím anh chị ơi. Lapis nè. Thạch anh tím nè, tourmaline. Ồ, đẹp đấy chị. Rồi cái vòng này em cũng bán cho mọi người là 500 luôn. Lên mã lapis giùm em nha mọi người. Xinh cực kỳ luôn nè mấy chị nè. Dây thạch anh đen 13 ly, nói 16 ly. Hỏi, cái thuốc em nó hiện lên 16 ly luôn. Bữa nó hiện. Phải không vậy? Em sẽ giải quyết anh. Đây mọi người ơi. Cái gì vậy con? Một cái dây chai nè mấy chị. Chai trứng phối với lại đây nè mấy chị. Cái sợi dây đen, có dây đen gì không? Có dây đen nhưng mà có dây đen. Đợi em mấy chị, em vừa like vừa ấy. Ủa này còn cái chén nữa nè. Chén chó nữa.
tẩm thạch nữa nè. Chờ em xíu em đổ ra nha. Một bịch mì nó mặt ngạ gì nè. Chờ em chút nha mọi người. Chờ em một xíu xỉu xiu. Có đồi mồi nè. Có một bọc gì gắt gửi gì đây nữa nè. Ui giời ơi. Rồi sắp đi rớt cháo. Đen rồi chắc không có thấy đen. Không có thấy đen. Đen cái đen gì đó. Không có thấy đen san hô chị ơi. Rồi em bán cái dây này cái. Mấy chị cái này là dây này là chai trứng nước ngọt phối. Đây ha mọi người, xinh lắm. Nó dài. Con canh của em là con canh nhỏ nha mọi người. Con canh nhỏ cho em cầm lên vậy cho mọi người nhìn thấy. Cái bịch mặt đó để bao nhiêu em. Đếm lên. Đếm lên đó chị. Nếu mà ai mà lấy là đếm lên 25 ngàn. 25 ngàn một cái. Em còn chưa biết trong đó nó có cái gì luôn á. Đây mấy chị em bán sợi dây này cho mọi người là bao nhiêu? 400 nha mọi người. 400 nó kết là được 3 vòng luôn. Mọi người mà tháo ra là được 3 vòng cổ luôn á. 3 vòng cổ trai và 2 vòng này. Đó. Lên cho em ạ. Trai 400, trai 400. Em có đòi mồi nè mấy anh chị. Đòi mồi nè, ai lấy đòi mồi không? Một đòi mồi. Cái này bị dán gặm rồi không tính tặng. Một dây đòi mồi này là 150 nè. Cái lắc tay đòi mồi này 150 nó 300 nè. Một cái dây đòi mồi. Một cái dây đòi mồi này. Một cái dây đòi mồi này hạ 400 nữa. Rồi ai lấy set đòi mồi này 600 nha mọi người. 600. Gồm có một cái lắc tay. Một dây cổ. Hai dây cổ. 600 ha mấy anh chị. 600. Ai lấy đòi mồi lên giúp em 600 tặng cho cái này. Dán gặm rồi. Đau lòng rồi. Có cái lắc tay. Cho chị xem. Ok chị. Ở đây có một cái mặt sapphire đen. Sapphire đen ha mấy anh chị. Còn cái dây nó là khung silver 925 nè. Dây sapphire đen, cái mặt sapphire đen bự lắm luôn á. Lên cho em mã đen 200. Mã đen 200 ha mấy anh chị. Đen 200, sapphire đen ha. Và dây nó là silver 925. Ê trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nè, san hô đỏ. Cái này mặc như thế này. Đó. Ai lấy thì lấy. Một viên chai to. Mã gì à, mắt hổ thô. Cái nanh gì nè, cái này bị oxy rồi. Cái này là cái gì nữa nè. Mấy rồi? 5 nè. 6 nè. 7 nè. Chào Lương Dũng. 8 nè. 9 nè. 10 nè. Cái này bằng bạc đó chị. Trời ơi. Nè. 11. Bỏ vô cái đó cho chị. Ô, đẹp quá. Đó có ai chốt cái lô này thì chốt nha, còn có cái gì con? Ừ nó bị vậy, ai chốt thì chốt, còn không có khoảng 40 mặt á. Không, hơn á. Ai chốt cái lô này thì chốt nha. Nè. Mấy cái này phải mặc em bỏ, có bạc nữa, còn không có thì em bán lẻ nha mọi người. Em bán không con? Ma, con ma. Còn không có thì em bán lẻ. Khoảng 50 mặt.
mấy cái này thì tặng thêm chứ không có tính, khoảng 50 mặt. Còn không có thì em bán lẻ ha. Có ai chốt không ạ? À? Có 4 cái mặt có 4 cái mặt ruby với sapphire nhỏ nhỏ em bỏ vô. Y cái này nó là ruby 5 phi nè. Ui, chai nè. Nè. Đó, phải là 50 mặt á. Có ai không lấy thì em bán lẻ nha mọi người. Cái này nó là Westwood nè mấy anh chị. Một cái cài Westwood chứ một cái mặt Westwood nè. Đó, thấy đẹp không mọi người? Nè, cái cài Westwood với cái mặt Westwood em bán cho mọi người 200.000 nha. 200.000 lên giúp em ở số 2. 200 lên giúp em ở số 2. Cho chị cái mặt nạ. Ở vậy em bỏ lẻ nha mọi người. Lẻ cứ 50.000 một món nha mấy anh chị. Lẻ 50.000 một món, cái nào khác em báo sau. Cái mặt nạ ở đâu chị? Đây. Đây chị ơi. Chị Thi Nguyễn. Đây nha. 50. Ok anh chị. Em có cả cái cài áo mặt nạ nữa. Chị có lấy không? Đây là công cụ ca tới và hình thành kinh hoàng trong thời Hy Lạp cổ đại. Con bò này được thiết kế với kích thước bằng con bò thật như bên trong trống rỗng và sẽ có một cánh cửa được thiết kế bên hông. Hai món này 100. Chốt chị Thi Nguyễn 50. Chị có lấy cái mặt nạ luôn không? Trời ơi, chết rồi. Chết rồi. Rồi em lên tiếp nha mọi người. 50.000 lên cho em mã khối to đùng chưa? Khối 50. Kiếm cái này bỏ vô. Dạ, lấy mặt dây thôi. Ok chị. Xanh nè, ôi cái xanh này đẹp quá vậy ta. Không, xanh này giỏi. Cái này bỏ hộp cá đi. Mấy cái mặt dây này nè mấy chị. Cái set này em để cho mọi người mặt dây nè. Đá thạch anh hồng, đá mã não, thạch anh vàng. Ha, 50, 120.000 lên cho em mã set. Set này 120 nha mấy anh chị. Này là nó là thô. 120 lên giùm cho em mã set 6 cái. 6 cái nha mọi người, 120 lên giùm em mã set. Ủa đây nữa. Đây nữa, còn nữa nè. 180. 200 không chị ơi, 200. Rẻ bèo luôn. 220, cái này mà cũng bán luôn giá đó luôn. 220 nè. Lấy không? Lấy luôn cái set này nha. Mấy chị Châu Nguyễn. 2 4 6 8 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bỏ cho cái này luôn. Đây. 220 nha chị ơi. Ok không? Ok thì ok cho em nha. Cộng có thì em lụm mấy cái kia ra. Tại em thấy nó đẹp hơn. Đẹp quá. Bỏ lại uổng. Cái này nó là. Cái này nó là cái gì? Nó là ngọc. Có phải mã não. Mã não cắt giác mà mấy chị đẹp chưa? Này em để mọi người 100 nha. Cắt hình nè. Hoa nè. Đẹp mấy chị. 100. Ai lấy lên giùm em mã 100 nha mấy anh chị, 100. Chị Châu Nguyễn ơi, có cái này nè. Nó bị mẻ một xíu. Em bỏ vô em tặng chị luôn nha. Về nhà mà lấy cái chui cũng được. 220. Đừng. Sao mạng yếu dữ vậy ta? Chậm rì luôn á. Thank you.
đánh cho cái đừng nói sao xui nha. San hô 50. Mã tím 50. Cái gì? Thôi được rồi. Tím 50. Còn cái con ốc này nó là bạc thái nha mọi người. Con ốc này nè. Bạc thái á. Ốc này em để cho mọi người là 250, ai lấy ốc lên giùm em mã ốc nha. Ốc 250, ốc 250. Cái này nó là một cái viên ngọc trai mấy chị. Chai này à, chai Akoya mấy chị, màu mỡ gà nè. Cực kỳ xinh luôn. Cái viên này nó to lắm nha, nó to khoảng 10, không, không phải 10 ly. Nó to 8 ly mấy anh chị. 8 ly. Màu mỡ gà nhưng mà nhạt. Cái này cho mọi người là 100. Ai lấy chai lên giùm em mã chai ha. Chai 100. Wow. Wow. Opal này. Opal này Opal này cái khung nó cũ rồi mọi người. Cái khung nó cũ rồi mọi người, phải đi bóng lại. Trời ơi, cái nó to mấy chị thì lửa nè. Ghê chưa? Em bán 250. Em bán viên này thôi chứ còn cái này mọi người đi ra tiệm bạc cho người ta hả làm mới lại. Lửa mấy chị, to nha mấy chị, nó to bằng cái móng tay của em luôn á. 250 lên giúp mã opal. Rồi rớt mất. Nha mấy chị nè. 250 lên giúp cho em mã opal. Không lấy nét gì ta. Opal quá trời lửa luôn. Opal 250 nha. Một viên chai xám nè. 50 ngàn lấy lên giùm em mã xám. 50 ngàn lên giùm em mã gớm. 50 ngàn lên giúp em mã xanh. Xanh. Thánh giá 50 ngàn lên giúp em mã thánh giá. Hoa 50 lên giúp em mã hoa. 550 lên cho y cái này với cái này. Ô phải, cái này với cái này hợp hơn hả? Cái này tới này size số 7. Em muốn bán nguyên cái combo này nè cho mọi người về. Cái này nó bị oxy hóa ha. Cái combo này, cái nhẫn này size số 7 và nó có khắc cái gì không? Không thấy khắc. Em để combo này cho mọi người là ê cái này rớt một hộp rồi. Em gắn được 150 ngàn. Ai lấy lên cho em mã combo. Combo 150 nhá. Combo 150. Mấy cái này mặt dây mọi người chứ không có ưng hả? Em để nó vô nha. 50 ngàn lên cho em mã mắt mèo. Cái này em thấy trên hội đang tìm nè mọi người. Mở ra bỏ bùa hay là bỏ gì vô thông tin vô đây được nè. Trái tim 50. Có nhẫn màu xanh không em? Ủa hình như là chị Châu Nguyễn hỏi cái set này thôi người ta. Chưa có chụp cho chị coi, nó mới soạn ra thôi. Để em nhìn. Cái này mọi người không ơn em cất vô. San hô đỏ nè, 50 nè mấy chị. San hô đỏ 50, cái mặt san hô đỏ. Em cất tới đây vô nha. Wow. Ôi cái này đẹp quá mấy chị. Trời ơi, xuất sắc chưa? Ôi đẹp quá. Đẹp quá mấy chị. Nhìn ghiền quá. Hai cái này em để mọi người 250 nha mọi người, 250 lên giúp cho em mã vàng. Vàng 250. Xuất sắc luôn, người ta khắc hình cô gái nè. Đó, 250 ai lấy lên giùm em mã vàng của chị hỏi. Ok chị, em cho chị coi luôn đây nha. Nè, một nè. Mà cái này nó cài áo nhưng mà nó hư rồi, giờ là mặc dây chuyền ha. Cái này không là bán được 250 rồi đó. Nè, một ha chị ha. Hai ha. 3 ha chị ha. 4 ha chị ha.
ấy rất 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 năm ha. Nó phải cô gái nhưng mà nó là hiệu của Westwood nè, England nè. Đó, mấy rồi chị? 4 rồi, phải không? Mấy? 5. Này giống nó bằng bạc nè. 6. 7. 8, đúng rồi con. 9. 10. 11. Đừng co tối rồi đừng căng. 12. 13. Cái này nó pháp lam. 14. Có nha, 15. 15 á chị, ở đây em còn hai mặt nữa, có mặt đá đen mà bạn muốn hỏi mặt to hay mặt nhỏ. Sao con? Tối rồi con không có đi ra ngoài đó, đi ra hồ cá nó là chích á, chích queo luôn á. Không có đi. Tối rồi con không được đi ra hồ cá là chích queo luôn á. Có, mẹ nói chết là chết. Nhà mình đâu có ăn đâu. Làm sao? Nhà mình đâu có ăn đâu. Không có ong thì mới chết. Nè chị nè, hai cái này em làm 15, 17, em tính 16 nha. Đó, mặt dây chuyền luôn đó. Mặt dây chuyền nãy em thả cho chị vô nè. Mặt dây chuyền nè. 16 giây nha. Trong đây luôn rồi đó. Mười sáu nhân chị gì Châu Nguyễn hình như là lát nữa coi coi còn nữa không nè bạn ơi. Sapphire đen 200, Sapphire đen 200, cái này nó có silver 925 nè, nó khắc silver 925. Số cái nhẫn này nó không có khắc cái gì mà em đeo mấy ngày nay rồi chị, mấy ngày nay mấy chị mà rửa gáy tắm giặt đồ gì cũng không có bị đen luôn. Đây mọi người, sapphire đen nè. 200 nha, lên mã 200. Dây nó có khắc cái silver đó. Còn mặt đá đen hồi nãy thì chưa thấy. Từ từ mọi người, con không có đi ra ngoài nha. Mưa tới rồi đó con ạ. À. Khổ. Cái này nó là to chút bạn. Cái to hả? To đợi xíu nha mọi người. Ủa đây còn nữa nè trời. Cái này nó là ngọc cẩm thạch. Ủa chị ơi, còn cái đôi này chị có chốt không? Là thành 17 nè. Chị có chốt đôi này không chị? Đôi bông cô gái nè. Chị không chốt rồi để lại em. Giống bạc quá vậy. Nè, chị có chốt đôi này không? Sao tự nhiên nó nằm ở đây không biết. Tự nhiên nó nằm ở đây á. 17 nha. Ok. Rồi ok chị. Anh Ngộ Chí Thịnh hỏi có gì cho anh không? Để em đổ đồ ra anh cũng biết rồi có gì nữa. Ây da. Trời ơi thằng nhỏ. Vừa phải bán hàng vừa nhìn nó hơi bị gối một chút mọi người. Chờ em chút nha. Ôi. Đá mặt trăng nè mấy chị. Cái này cái vân đá chứ không phải là nó bị, nó không phải là nó bị bể đâu, cái vân đá. Ôi, đá mặt trăng nè, khung bạc mọi người nhá. Khung bạc. Em nhìn kỹ coi. Nè mọi người. Nó vậy nè, ở phía sau vậy, nè, đâu có thấy đâu. Thấy phía trước. Rồi, do nó có cái vân đá nó không có được như vậy thì em bán này cho mọi người 200. Lên cho em ở mặt trăng 200, mặt trăng 200 khung bằng bạc nha. Mặt trăng 200. Cái này cũng khung bằng bạc luôn. Cái này nó là một cái viên sapphire xanh. Trái tim nè. Khung này cũng bằng bạc luôn mấy chị. Lên cho em mã trái tim 200. Trái tim 200. Ơi, cái trái tim đó hợp với lại cái đôi bông này nè mọi người thấy. Đôi bông nè.
Rồi bông đẹp quá mấy chị. Rồi bông này 100 ngàn nha mọi người. Ai lấy bông lên giùm em mã bông 100. Bông xuất sắc luôn mấy chị. Nhìn như vẽ bạch thái vậy đó. Mọi em nhìn không thấy nó cắt dấu nên bán 100 ngàn. Bông 100. Đẹp quá. Cài áo có khắc silver nè mọi người nè. Hai viên trai thật. Một viên xám xám, một viên chàng vàng. Ý. Lên cho em mã trai. Trai này em bán 100 luôn. Trai 100. Mệt mỏi. Có ai mua giùm em pha lê không mọi người? Mua sỉ luôn pha lê giúp em đi các chị. Sao tự nhiên đổ ra thấy nhiều pha lê quá à? Sỉ pha lê nè mọi người. Sỉ pha lê này đếm coi bao nhiêu. Sỉ pha lê em chốt tính cho mọi người là 50 luôn. Cho nó xong nè. Đếm tới thôi. Sỉ pha lê 50 đếm tới nha. Pha lê 50 đếm tới. 1, 2, 3, 4, 5, 6. mười lăm giây nhá, cho em số điện thoại. Ủa sao số điện thoại làm gì? 15 giây nha mấy chị. Hình như em có màu khác nữa mà là, ui tới 20 giây rồi mấy chị ơi, bên đây nữa nè. 20 giây rồi. Ủa cái này thạch anh mà, cái này có cả đôi bông nữa. 20 giây mọi người nhá, 20 giây. 1 triệu. 20 giây 1 triệu. Chào Hảo Vĩnh Nguyễn. Mẹ đây, đi vô nhà con ơi. Mẹ đây, đi vô nhà. Cái này nó là bị mất mạng hả mọi người? Con ơi. Dạ con này lớp xe ạ. Ờ giỏi. Lớp xe ạ. Đây nữa nè, phải lên nữa nè. Rồi cái dây này nó là mẹ. Mẹ đây. Không đi vô nhà. Một cái dây đá đen, cái này em đang nhìn coi nó là thạch anh hay là mã não. Nó là thạch anh đen mấy anh chị, thạch anh đen. Cái này em để cho mọi người 200, lấy lên giúp em mã 200 nhé. 200. Ai lấy lên giúp em mã 200. Còn cái dây mắt hổ nè. Ủa cái dây mắt hổ ngộ ghê mấy chị. Ủa nó vậy luôn hả? Ủa không phải, có một dây rồi mọi người ơi. Còn cái này, dây này là dây mã não. Mã não phối với lại cườm. Đẹp mấy chị. Đây. Cái này ở dưới đây cắt giác nè mọi người thấy không? Rồi cái này xuất sắc quá mấy chị ơi, đẹp lắm nha. Có một cái viên hạ mã não tinh thể nè. Này mọi người, mã não phối với cườm ở đây có hai cái này á, người ta cắt giác đẹp lắm luôn. Rồi, cái này em để mọi người 190, ai lấy lên giúp em mã 190. 190, ai lấy lên giúp em mã 190. Này nó là cái gì? Này nó là cái gì ta? Không phải nhựa nha mọi người. Nó lạ quá, em không biết nó là cái giống gì hết. Nè. Em bán 100, lên mã hồng nó dài nha, lên mã hồng 100. Con chó nó cũng buồn, nó khóc qua lao hoài. Có ai sỉ dây đá như thế này không mọi người? Cái này 150 lên giúp thạch anh hồng, 150 lên giúp cho em mã thạch anh. Này 100 chốt cho chị Châu Nguyễn. Thôi đi. Con la con đen đấy con.
Không phải nhựa. Không phải nhựa nha chị. Không phải là nhựa. Chắc chắn 100% không phải nhựa. Em đốt cho chị coi. Ủa không có cái quẹt đây ta. Ngày mai em đốt. Em hay phá hoại. Không phải nhựa đâu, nó nặng cay. Nhưng mà không phải nhựa, mai em đốt. Nếu mà nó ngày mùi rồi em không để. Không để chị. Chậu Nguyễn 100, tại vì em biết cái này là nó là cái giống gì mà nó. Ui da, tay em chịu đau quá mấy chị. Hôm nay em bị té. Em đi gình mọ em bị té. Giờ rát cái tay mới chết. Một cái rắc tay đá nè mọi người. Đá thô, rắc này mới. Gớt viên đá. Đây nè, gớt ở đây nè. Em dán lại cho mọi người nha. Lên cho em mã thô 70, mã thô 70. Em dán lại đó nó mới gớt ở đây. Thô 70, ai lấy thô lên giúp em mã thô. Mà mắc hổ nè. Mắc hổ này mấy ly. Trời. Mắc hổ này 10 ly mấy anh chị. Làm mà mình làm được hai cái vòng tay. Hai vòng tay. Cái này em bán 150 nha, lên cho em mã mắc hổ 10 ly á, 150. 150, ai lấy mắc hổ 10 ly lên giùm em mã mắc hổ 150. Cái này nó là ngọc lam nè, mấy anh chị. Ngọc lam nè. Khóa đẹp quá. Này 200, lên cho em mã xanh 200. Xanh 200. Ồ cái mắc hổ này nó còn đẹp nữa. Mắc hổ này nó dài nhưng mà nó thắt nút gì nè, từ to đến nhỏ chứ không phải dạng đũa cho mấy kia nhá. Nè. Mắc hổ này em để cho mọi người 200 luôn. Lên cho mã dài, 200 mã dài. Cái này có một cái dây chuyền đẹp quá mấy chị. Cái mặt nè. Xuất sắc không? Màu xanh nha. Nó là màu xanh đó. Đó, chứ phải đen. 50 ngàn thôi. Em bán kèm cái tặng cái dây này nó gối vậy mấy chị về gỡ xíu nha. Ôi em gỡ được luôn rồi. 50 ngàn lên cho em mã xanh. Cái mặt đẹp mấy chị. Xanh 50. Nè mọi người, xanh này nè đẹp lắm. Con à, có lô gì cho chị không em? Có cái lô mặt đẹp quá trời nè. Chị chốt không? Lô mặt đang like thui luôn. Ôi anh ngồi xíu mấy chị, hôm nay em đứng quá đứng. Tô mặt đẹp lắm. Chào Minh Cường, share cho bài cho chị đi em. Xem im lặng vậy. Huyết áp. Dây huyết áp này nó bị sức rồi mọi người nè. Châu Trần. Dây bạc kiểu đẹp đẹp không em? Kiểu thì không có mà nó đang có cái dây này nè. Với lại em đang khui la em cũng biết. Nè. Sapphire đen nè. Cái này có khắc 925 nè. Xuất sắc chưa, silver 925. Lên cho em mã này 200 nè chị nè, đẹp lắm. Mọi người ơi, ở đây là em có một cái dây này hay quá. Tóc vàng mấy chị mà nó to dã man luôn nè. Tóc vàng. Tóc vàng thối thạch anh hồng mà nó to, cái viên tóc vàng dưới này nó to lắm nha. Nó to lắm, em đo coi. Này nó to 10 15 á. Viên này nè. Không. Ừ vậy là bữa mình đo sai cho anh Ngộ Chí Tịnh rồi. Nãy em nói 13 hay 16. Sao mà em đo mà em nói bậy nói bạ vậy hay vậy ta? Nè. Cái này là tóc vàng. Cái này 15 nha mấy chị, ba viên này 15. Ôi bữa mình nói 16 hả ta, chết mẹ không. Cái này 10. Ơi ơi ơi. Ừ. Trời dây này đẹp mấy chị và to nè. Trời quá tuyệt vời luôn, chú Phổ là nhất luôn, quá tuyệt vời. Cái khóa này bằng bạc nha mọi người. Cái khóa này bằng bạc. Ơi ơi. Con ngồi trong băng luôn. Ừ ngồi đi. Thôi đừng ngồi đó.
Rồi cái dây này em để cho mọi người là 350. Lấy lên giúp cho mã 350 nha mọi người. Cái dây này em nói với chị đẹp lắm. Cái khóa nó cũng bằng bạc luôn. Trời ơi nhét lên đây một đống luôn. Đừng có ngồi lên bịch bông ngứa đó. Coi nặng quá. Còn là đá không à. Không có vàng gì hết. Tức thiệt. Rồi bán nãy giờ không ai mua gì. Bán cái dây đắt vòng thạch anh tím nè. 50 lên mua giùm em mấy chị cho nó có tương tác coi nào. 50 mà tím. Không mua em đeo luôn. Cái dây này mấy chị chiếu chiếu là thạch anh tím phối với lại mã não. Ui cái dây này đẹp mọi người. Phối với lại pha lê. Khóa là khóa hít nè. Đó. Lên cho em mã. Cái dây này em để cho mọi người. Cắt giác đẹp quá. 180.000 nha. Đá mấy chị ơi. Đá. Mấy chị mà vô trong mấy cái chỗ mà trang thì là nó sẽ không được. Này chị nè. Cái lô mặt nè. Ơi. Cái này mở ra được rồi mấy chị nè. Ở trên hội em đang thấy tìm cái này nè mà tại vì em có ít quá. Em không có đó nè chị nè. Cũng khoảng năm cũng khoảng là 50 mặt á. Cháu tài khoản chai thật nè. Đẹp chưa, to đùng luôn. San hô nè. Chai xám nè. Cái này không phải nè. Lựa luôn cho chị đi. Nè những cái này em để trong đây nè. Là của chị nè. Đẹp đen. Ồ, cảm ơn con. Má ơi, nó rát trong miệng rồi, rát từ ra rồi. Nó mở ra được rồi mấy chị. Nó nhét vô miệng, cục kẹo vô miệng nghe mọi người. San hô huyết nè. Có cái chỗ để thì tìm cái thằng con này. Mẹ tốt bụng quá đến nỗi mà không cho mẹ nó bán luôn. Trời ơi, cứ mấy chị kiếm chỗ em để cục kệ đó. Để bậy bạ kiếm không à. Nè, có viên ô ban to đùng mày bỏ chị luôn. Ơi. Đó. Nói chung là 50 mặt nè chị yên tâm đi. Em không đó trong đó 50 mặt của chị hết. Có nguyên bịch bông nè mấy chị ơi. Ok không chị? Ok thì em để cho chị. Ok không chị nè? Ủa trời ơi, tự nhiên ghi 200 ông nội ơi. Cái vòng đá 70.000 nha mấy chị, cái lắc tay á. Cái lắc tay 70, cái lắc tay 70 nha. Cái lắc tay đá 70, ai lấy lên giúp em mã 70. Cho số tài khoản đi. Ủa. Rồi em lên tiếp nha mọi người. Em lên gọn gọn chỗ này để em like cái khác.
Rồi cái một cái thạch anh tím thô này em để mọi người là 100. Ai lấy tím thô lên cho em mã tím thô 100 ha mọi người. Tím thô 100. Ai lấy tím thô lên giúp em mã tím thô 100. Còn cái dây này ngộ quá mọi người. Màu ngộ lắm nha. Nè, mấy chị nhìn nó lon lon ngộ quá. Rồi cái này cũng bán 100 luôn, lên cho em mã ngộ. Ví là cái dây này nè, nó như thế này nè, nó giãn như thế này nè mọi người, về mọi người phải sâu lại. Người ta cột kiểu nó đó. Các chị thấy không? Người ta cột nè. Chứ không phải em. Lên cho em mã ngộ 100, ngộ 100. Gửi số tài khoản. Trên canh là gì? Đồi mồi đó em ơi. Đồi mồi đó em ạ. À, lắc tay với lại vòng. Chị đã có nguyên set đồi mồi nè. Một cái vòng cổ đồi mồi nè. Một cái lắc tay đồi mồi nè. Một cái vòng tay đồi mồi nè. Cái này nó là bằng silver nè. Nguyên một set này 600 ngàn á. Tặng cho cái mặt bị dán gặm nè. Tặng luôn. Tặng nó lỗ chết luôn. Cái này 600. Ai chốt luôn cái dây đồi mồi này nữa là 1 triệu. Cái dây đồi mồi này nữa là 1 triệu mốt. Tặng cho luôn cái vòng đồi mồi này. Nó bị dán gặm xíu này. Họ lấy 1 triệu luôn. Nguyên set đồi mồi này 1 triệu. Nguyên set đồi mồi này 1 triệu. Gồm một cái vòng tay, một cái vòng cổ tròn, một cái vòng cổ dẹp. Ơi trời ơi là trời, gom vô như vậy mẹ dọn cực lắm, gom vô đi con. Không vì con chơi xíu con dọn nha, con có trách nhiệm với lại cái món đồ con chơi nha. Nhưng mà con không được làm nó gớt nha, mưa mà ướt là nó sẽ bị thối đó. Một vòng cổ nữa nè em nè. Nguyên set này, một cái lắc tay nữa đó là 1 triệu. Chán quá. Thạch anh vàng phối với thạch anh trắng phối với lại pha lê nè mọi người. Trời ơi, hai cái viên thạch anh vàng đó, nó vàng tróe đẹp quá. Cái này lên cho em mã vàng 150 nha. Xuất sắc mấy chị ơi. Nè, nó là dạng chuôn cho nên bao nhiêu vòng, bao nhiêu ly cũng đeo vừa hết. Cái này huyết áp nè mọi người, huyết áp xinh chưa? Ai lấy, nó bị xúc cái dây thôi ha, sâu lại được. Rồi ai lấy huyết áp này lên cho em mã huyết áp 100. Huyết áp 100 khóa nó đẹp chưa? Khóa bát nè. Đó mấy chị. Sâu lại được ha nè. Nó chỉ bị xúc ra thôi chứ nó đâu mất đâu. Lên cho em mã huyết áp 100 để coi có mất không. Đâu mất. Huyết áp 100. Mấy chị tương tác bài với em với nha. Trời ơi. Cái hổ phách đẹp chưa? Hổ phách nè mấy chị, hổ phách cắt giác đẹp quá. Em đẹp quá, em sang quá. Và cái này nó cũng to to mấy chị. Hơi làm cái lắc tay hơi bị đỉnh luôn á. Cái dây hổ phách này em để cho mấy anh chị là 1 triệu 2 nha. Ai lấy lên giùm em mã 12. Ai lấy lên giùm. Chào anh. Ủa, cái vòng gì ngộ vậy? Mấy chị, cái vòng ngộ quá mọi người. Không thấy khắc dấu bạc. Nè, cái vòng này em để cho mọi người. Ủa, cái này nó bằng đồng quá vậy trời. Em không thấy khắc dấu bạc với chị ha. Về nhà mấy chị tự xem xét coi nó là cái giống gì ha. 50 ngàn. Cái này em thấy nó giống đồng. 50 ngàn thôi, cho em mã 50. Ơi, đừng có phá, đi ra ngoài. Đi nào. Ôi cái dây này đẹp quá. Chào Nguyễn Hoàng Nam, 50 cho Châu Nguyễn. Ôi cái dây này đẹp mấy chị. Trời ơi xuất sắc chưa? Hai màu nè. Ơ mấy màu? Ba, hai màu. Ôi cái dây này đẹp dữ thần luôn á. Trời ơi. Ở đâu mà em đẹp thế, em sang thế. Cái này con canh của em là con canh nhỏ mấy chị. Lên giúp cho em mã đẹp. Đẹp này
em để cho mọi người cái dây này hả, 90.000 lên mã đẹp 90, đẹp quá, xuất sắc quá. Ai nói gì, 50 chốt cho chị Châu Nguyễn. 50 là gì, 50 là cái vòng, không phải là bạc đâu. Đẹp cho Nguyễn Hoàng Nam. Ủa chào em Nam, chị Lon gì mới vừa nói cái gì, chị Lon mới vừa nói cái gì, chị Lon ơi, chị nói cái gì mà bây giờ nó mất rồi. Cái này đẹp cho chị Châu Nguyễn nè, Châu Nguyễn 50. Chị Lon ơi, chị nói gì cái này nó mất, em thấy nó hiện lên xong rồi nó mất tiêu rồi. Có đá đấm đá quá trời đó. Trời ơi, cái này 350 nè, xuất sắc luôn. Nè, đá sao rẻ mà vậy. Đẹp nam trước chị sau á. Nam trước chị sau, chị sau nè, chị phía sau nè, nam ở trước. Ủa? Sao giờ hiện qua đây nam lại sao? Đẹp cho chị Châu Nguyễn 90. Đọc không cảm ơn chị ơi. Xin lỗi mọi người nha. Xin lỗi mọi người. Nè, Ngọc Lam 200. Cái này nó là khung bạc nè, 350. Mắt cái này tóc, tóc vàng nè, hết anh hồng nè, phối nè, 350. Cái này nó là khóa bạc nha, khóa bạc 350. Mắt hổ nè. Có ai ôm lô dùm cho em á, lô pha lê á mấy chị, pha lê nè, 50.000. 50.000 một giây, có 20 giây là 1 triệu, 21 giây chứ không phải là 20 giây nữa. Làm hầu hết là màu trắng, có màu nữa. Nhưng mà nằm ở phía dưới kia có màu gì, màu xám khói hay gì á. Pha lê màu đen nữa. 50.000 một giây, có 20 giây. đừng có giận dữ như vậy. Cái này 120, ủa cái này 150. Ủa cái này nhiêu? 150, cái này 150 lên mã mắt hổ 150. Còn cái này 180 lên mã dài 180. Đấy. Với lại có một cái dây có mấy cái kệ kiểm định nè, có mấy cái kiểm định nè. Ôm hết lô mới có giá 50, còn lẻ là giá khác nha mọi người, chứ không phải giá đó. Lẻ là giá khác chứ phải giá đó. Cái này nó là ngọc bích cho em, nhưng mà cái này nó bị, ấy dạ, nó bị cũ rồi, phải đi spa nó lại. Ni 62 ngọc bích nè. Đó, bán 450. Nãy bán 500, giờ bán 450, siêu đẳng không? Nãy chị Lon nói cái gì, chị lấy vòng tay hay cái gì mà sao giờ cái nó hiện cái bắt đầu nó mất, chán ghê luôn á. Rồi bán kiểu gì nó hiện cái nó mất nè, em nè 450. Từ từ nha mọi người, em còn cái dây sừng nè. Cái dây sừng này em để cho mọi người 120 lên cho em mã sừng 120. Sừng 120, ai lấy sừng lên giùm em mã sừng 120. Vậy em chơi cái gì? Hồi nãy có cái ngọc cẩm thạch đâu mất tiêu rồi. Đây còn cái dây bích này nữa nè. Dây bích này cái dây bích này đẹp mấy chị ơi, bóng loáng luôn. Cái dây bích này năm ơi. Tại sao con không dọn? Con chơi mà con không có trách nhiệm vậy thì lần sau con đừng có chơi nha. Ui cái đất này đẹp dữ vậy trời. Rồi bữa có cái dây màu này bán trai rồi ta. Không biết thương mẹ mình gì hết à. Ăn hình mờ. Dạ, cái bích này em để cho mọi người 550 nha mấy anh chị.
550. Ai lấy lên giúp cho em mã 550 mấy anh chị ơi. Cái này nó bóng mùa, nó bóng lớn luôn á. 550. Shop khác bán cái dây này không dưới 1 triệu. Em đảm bảo 100% luôn. Nó bóng đẹp lắm. Thạch anh trắng nè mấy chị. Thạch anh trắng nè. Trắng tinh khôi luôn. 150.000 lên cho em mã trắng. Trắng 150. Trắng 150. Tím nè mấy anh chị. Tím 150, ai lấy tím lên giúp em mã tím 150. Mạng bị gì vậy? Dài 150, ai lấy dài lên mã dài. Thạch anh tím dài nè 150, ai lấy dài lên mã dài. Chỉ có hai cái dây sapphire đen nè 50. Một cái dây nó khắc silver 925. Ủa hai cái luôn. Hai cái nào cũng khắc silver 925 hết nè. Khui ra có hai cái sapphire đen nè. 200.000 một dây, ai lấy 2 dây thì em để mọi người 350 nha. 350. Dây nó khắc silver 925. Rồi em đổ cái này ra mấy chị ơi, hình như hôm nay. Ủa cái này gì vậy? Chưa có đổ đến cái mớ đó, nãy giờ cái mớ đá, giờ mới bắt đầu đổ đến cái mớ đó nè. Ủa cái này là cái quái gì? À, vòng tay mấy chị ơi. Nguyên một bộ vòng tay hả? Mọi người đeo vô sang trọng có 2, 4, 6, 8, 9 vòng. Ủa cái đôi bông nữa. Chắc cái đôi bông xí lại quá. Đôi bông xí lại. Rồi lên cho em mã thế này. Em để mọi người cái bộ vòng tay này 50.000 lên cho em mã bộ. Mã bộ 50. Mã bộ 50. Ai lấy bộ lên giúp cho em mã bộ. Trời cái dây đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Má ơi cái dây này mấy chị. Nè đánh máy nha. Trời ơi sao nữa nó đẹp quá vậy mọi người. Nhưng mà nó dài đeo hai vòng cổ nha. 50.000 lên cho em mã vàng. Vàng 50. Oanh Trịnh Thị. Giờ mới thấy nè. Chị nói là chị lấy lắc một lắc tay đồi mồi và một dây đeo cổ đồi mồi được không? Trời ơi được, chết rồi giờ mới thấy. Chị lấy như thế này nè chị. Nè. Chị lấy cái này. Giờ mới thấy nè. Chị lấy cái này ha, với lại cái này đi, cái nó to nè. Đó. Nè. Cái này nó là silver đó. Lấy cái này em để cho chị là cái này là 150 nè. Với cái này 350 đi. Là 500 nhá. Giá hữu nghị luôn á. Em cam đoan nó là đồi mồi nha. Ok không chị Loan ơi. 500. Đồi mồi bán 500. Quá rẻ luôn. Rẻ như luôn á, quá rẻ luôn á. Trời ơi, cái cài áo này nó xinh quá vậy. Cái cài áo này đẹp mấy chị. Hoa nè, xinh cho nguyên cái giỏ hoa nè. Với lại cái này, em để mọi người hai cái này 100 nha, hai con bướm nè. Trời ơi, cái cài áo nè. Hai cái này 100. Lên cho em mã 100. Ok chị, dây xanh trên canh là gì? Nó là ngọc lam đó em ơi. Ngọc lam. 200.000 cái dây ngọc lam nha. 200.000 dây ngọc lam. Trời ơi nè, xuất sắc chưa? 250. 250 hai món này, cái này 500. Cho chị Lon nè. Phạm Lon để hơi gắn qua Trần Lon. Quê. Lấy giỏ hoa 50 thôi nhé. Đâu? Cái giỏ hoa là chị bán 100 chị tặng cho cái kia. Nếu mà lấy giỏ hoa không là để cho em 70.000. Ủa không thấy comment của chị hả? Bây giờ mới thấy nè chị yêu ơi. Chị hỏi gì chị nha. Trời ơi, hề luôn em không thấy luôn á. Mấy chị nhìn điện thoại của em phải. Mấy chị có thấy cái smartphone nào mà phải dán dây thun không mấy chị? Cái màn hình nó xúc ra đó. Em phải dán lại. Có thời gian đi lung tung được chứ không có thời gian đi dán cái màn hình lại. Nó bị mất, nó bị chói chết keo nè, lần đầu tiên luôn á.
Ngọc Lam chứ không phải là Lam Ngọc. Em ơi, Lam Ngọc là nói như là mã, nói là như là đây nè, giống như là cái này nó là Ngọc Cẩm Thạch nè. Còn cái này nó là, cái tên của nó là Ngọc Lam, đá Ngọc Lam, chứ nó không phải là Lam Ngọc. Bị nhầm không? Ngọc Lam, Ngọc Lam nha em nhớ. Có lẽ là em thấy là bị lộn với lại cái Lam Ngọc với cái Ngọc Lam á. Trời ơi, Thạch Anh Hồng mà, bộ Thạch Anh Hồng đẹp quá mà không ai chốt mấy chị. Em đổ cái kia ra. Mọi người ơi, mỗi một cái dây này nè mấy anh chị, nó là sao ta? Lùa xuống coi comment. Lùa xuống hết được rồi nè, lùa lên thì được, lùa xuống rồi mọi, tại vì nó ẩn comment á, em thoát ra thoát vô là nó không được, lùa không được. Lùa không có được. Ê, đây này 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 này, mới vừa nói xong mà cái màu nó đẹp quá à, xuất sắc chưa mấy chị? Nhìn cái khóa của nó nè, nó không phải là chai đâu nha, nó là chai đá. Trời ơi, nguyên một bộ của nó nè, đẹp mọi người. Nhưng mà cái này nó là đồ thời trang thôi nha, có cái khóa nó bị một đốm thôi chứ còn mấy cái này không có gì hết. Nhưng mà nó đẹp, nguyên một bộ của nó em bán siêu cực yêu thương cho mọi người luôn, 100.000 lên cho em mã bộ. Nó là màu vàng đồng á mấy chị, mã bộ vòng chai, vòng chai vòng cho chị, vòng chai vòng cho chị, mã bộ này 100 nha mấy anh chị. Vòng chai vòng cho chị, vòng chai vòng ở đâu? Hay là chị hỏi cái vàng này, cái vàng này hả, là nó vô bộ này rồi. 100.000 nè, lên mã bộ nha, xuất sắc lắm mấy chị, nên chốt đi thiệt luôn á. Cái khóa của nó cũng vô nghiện luôn. Em kiếm cho mọi người cái đầu bông nữa vậy nữa thì thôi là nhứt cái nách bật bật. Phải chị hỏi cái này không? Này nó vô đây rồi. Còn chị lấy cái vòng tay không đi, lấy cái vòng tay không đi, 50.000. Lấy cái vòng tay không 50. Ủa em coi cho chị cái này đó. Mở này qua bên em like cái khác đi. Cái dây ngọc cẩm thạch nè mọi người, cái dây ngọc cẩm thạch nè, mát lạnh luôn. Mà cũng có một vài viên nó có vân đá cẩm thạch, ngọc cẩm thạch nha. Rồi cái dây này em để cho mọi người là 500.000, lên cho em mã cẩm thạch 500, cẩm thạch 500. Bỏ qua một bên, mặc dù chưa like. 100 em chốt cho chị, chị Thi Nguyễn, chào Minh Nguyệt. Nè chị ơi, cái này em ơi lộn, nó là đá ngọc lam. Đâu tới, đâu rồi ta? Con bé gì nó khoái lắm. Bông tai nè, em lựa ra rồi, em vừa để vô bịch rồi nè. Có ai ôm lô bông tai này không? Em cứa chạy chạy bộ hả? Đây cho chị Thi Nguyễn. Giữ ta, giữ ta, con ta tập thể dục luôn. Chị chị Phương Thu ơi, đây nè chị ơi, chạy thời trang mà đẹp đó. Chị ra nhìn sơ sơ thôi ha. Nè em khỏi phải tháo ra, nó trong bọc như nè, Thạch Anh tím nè, nè nè, vàng hiệu nè. Thôi bây giờ em like đi xong rồi chị chọn nha. Ồ đứng mà đứng mấy rồi,
Em like cho mấy chị chọn nha. Vàng nè. Vàng nè mấy anh chị ơi, vàng. Ai lấy vàng lên giùm cho em ạ. Vàng, vàng 50, vàng 50, vàng 50. Con lấy mà để con bắt con lòng một xíu. Con bị gì? Con không bị gì hết. Nhưng mà bị mình mới đắp, mà không bị mà mình đắp vậy là nó phí. Nó có phí không? Nó sẽ phí rồi, mẹ sẽ phải cực khổ để mẹ kiếm tiền thêm nữa. Giờ sao? Con suy nghĩ rồi. Ví dụ bây giờ mình xài bây giờ, xong rồi mai mốt mà mình bệnh là mình sẽ không có cái để mình xài nữa. Rồi sau đó mình nào á, mình xài hết mà là mình giá này xong rồi là mình để mình xài. Mình dán xong mình cất rồi mình xài thôi. Mình muốn dán mày dán cho nè. Mình đi chỗ khác đi. Nè nè, tất cho tủ lạnh lại nè. Ôm lô giá 20.000 đó mấy chị Châu Nguyễn. Ôm lô nè, không là giá 20.000 nè mấy chị. Là mấy chị ơi, ôm lô giá 20.000 là em lựa cho đó. Em lựa rồi em chụp hình cho là ôm hết cái chỗ này giá 20.000 nè, có chị nào muốn ôm thì ôm, em cũng chưa có biết là cái giá nó như thế, nó là như thế nào nữa. Sỉ thì mọi người yên tâm, giá lúc nào cũng ổn cho mọi người hết. Một, hai, ba. Chị Phương Thu hả? Nửa, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai. Em sẽ bao lỗi cho mọi người. Ba, mười bốn. Ôi, cái này đẹp quá nè. Sáu, mười bảy, tám, mười chín, hai mươi. Em vẫn còn nữa mà, chị Phương Thu yên tâm. 21 ngờ nè, có một đôi ngờ luôn, kinh khủng chưa, phải ngờ không. 22 23 24 25 con bướm đẹp quá. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 cũng hơn 50 đôi. 39 40 41 42 trai nè, trai này, ủa cái này không phải trai, cái này phải đa bông, cái này giống đồi mồi vậy. 43 4 45 viên là 46 đá thạch anh đen là 47 48 49 ơi 50 51 52 53 ủa 54 55 thành anh hồng nè. 56 60 đôi. 57 58 59 9 đôi nữa này, còn chiếc là 60. 60 đôi đó mấy chị, ai lấy thì lên mã 60 nha. Chị Phương Thu ơi, chắc hơn 60 đôi á mấy chị. 62 đôi nè. Nè. À, đó 60 đôi nha chị Phương Thu. Rồi em lên tiếp. Đây còn đôi nữa, bỏ vô luôn. Rồi chị Hả Châu Nguyễn ơi. Chị Châu Nguyễn có lấy thì hả, để em đếm tiếp cho nha. Chị ơi, chị có lấy không? Cái này hậu khóc. Cái này có một chiếc rồi nha. Cái này cũng có một chiếc. Em còn đang nợ chị ấy. Em có nhẫn là mọi người, em lên nhẫn cho mọi người chọn nha. Rồi em đổ cái mớ hàng kia lên nữa. Ba cái, 1,5 triệu là cái gì vậy trời?
Đây mấy anh chị ơi, một cái chiếc nhẫn đẹp quá mọi người, mắt mèo nè, mọi người thấy không, xuất sắc luôn. Ni này sao nó để số 13, vòng đá ni năm 62 đó Kim Bảo ơi. Này đẹp quá nè, nó như là bạc thái đó mấy chị. Cái chiếc này em để mấy chị là 80 ngàn, nhưng mà em không có khẳng định nó là bạc đâu nha mấy chị. Người ta khắc nè, Roma Automo gì Bill gì đó, 80 ngàn lên cho mã nhẫn 80. Mấy chị có ai ôm lô nhẫn không, ôm lô nhẫn Mỹ ký hoặc đá nè, mấy chị biết làm sao không? Em không phải em than, nhưng mà em muốn dọn nhà đi với mấy chị, cho nên em phải bán cho nó hết, em phải bán cho nó hết đó mọi người ơi. Mày bán cho nó hết mày mua hàng mới. Ai nói con? Ai nói con mày bán? Cái mắt con ngựa em xem. Nè em nè. Cái này nó giống như là hiệu hiệu gì đó. 30 ngàn à em ơi. Mày bán cho nó hết để mẹ mua đồ mới. Nó xạo ghê gớm. Mấy chị cái con nghe con trai em mấy chị. Nó nói em bán cho hết đi em mua đồ mới. À mày bán hết đi mày mua đồ tu đi mới. Ba mươi ngàn cho anh. Ai mua nhẫn Mỹ ký như vậy không mấy chị? Nhẫn Mỹ ký có khắc silver đá rồi gì nè, với giá 50 ngàn là sỉ. Oanh 30 với giá 50. Bình tĩnh vào lời ông bướm, nói chúng phóc phú nhẹ. Có khoảng mấy chục chiếc à. Ở đây em có một cái dây này, nó là cái gì mấy chị nhìn giùm em với, em quên tên nó rồi. Tourmaline thô. Mà có mấy cái này nó phối tài le hộp me nè mấy chị, người ta làm chứ phải em đâu, tự nhiên có cái này thô mẻ đi, tự nhiên có một miếng này vô nè mọi người nè. Lên cho em mã tour này, em để cho mọi người là bao nhiêu tiền đây. Đẹp quá, cái này nước đá trong veo luôn, nước đá mịn nha. 170 ngàn to, nên mã 170 thô. Nhẫn nè mọi người, size số 7. Ơi con làm gì trời ơi, nè đó là lấy hết đồng vậy, lấy hết lô mới có giá 50 nha mọi người. Em cho mọi người đi xỉ hết cái phay luôn, không ai xỉ nhẫn đá cho mọi người với giá 50 đâu. Em bao độ mới thì mọi người cứ yên tâm nhá, nè. Đó, em bao độ mới thì mọi người cứ yên tâm. Đó. Em còn nữa. Nè, opal nữa nè. Nè. Chai thật nữa nè, em còn nữa. Em còn bên đây nữa. Ê, rồi rớt luôn á chị ơi. Có ai xỉ không? Không xỉ em. Cái nhẫn chị đang đeo em xem, Nguyễn Mông lựa chị vài đôi bông tai. Ở đây còn đôi nữa hả? Ơi opal đẹp quá mọi người. Nè cái nhẫn chị đang đeo nè em nè, chị đeo bao nhiêu ngày rồi đó, tắm giặt vũ mà nó không bị gì hết á, không có khắc gì hết á. Mà họ chị dám cam đoan với em là chị đã đeo được một tuần rồi đó, tắm giặt vũ, tắm chó rồi hả, lau nhà, rửa chén, giặt thì không có giặt, giặt mới giặt nè. 80 ngàn thôi em, xây này xây số 6, 80. Opal nè mấy chị, ô xuất sắc chưa,
Mấy viên oban? 1, 2, 3, 4, 5. 5 viên oban đẹp không Phú? Con nói lớn lên. Đẹp, ok. 150 ngàn mấy chị ơi, lên cho em mã 150. Hôm nay bộ bán khùng bán điên. Trăm năm mươi ngàn lên giúp cho em mã 150 nè, mã 150 opan á, mã 150, 150 chốt cho Thiên Hà. Chào của Thiên Hà, hình như là của Thiên Hà bữa lấy chén là cô ơi, hôm nay có ba cái chén nè, nó bằng xây đó luôn nè cô nè. Ủa chết mẹ rồi, lấy cái bông đâu rồi, cái mặt opan Thiên Hà 150 Thiên Hà. Không biết đọc sao mà nói là cô không có chốt nhẫn. Cô không có chốt. Xin chào cô. Ớn không? Xin chào cô. Ô banh ghép hả? Để con coi, cô đang vừa bán vừa khui nè cô nè. Ờ à, vậy thì con nói là con chào mai các cô. Nói đi. Các cô. Nếu mà con chào cô, con chào có một người, ở trên đây có nhiều người thì mình phải chào các cô. Nè con chó nè, con chuột nè, con rắn nè, ừ chào cô cũng được đi. Đó. Đâu có đâu. Đâu, người ta mua rồi. Ba cái chén đó 280. Gớp nè, bỏ cái điện thoại xuống đi. Ủa đâu có xài điện thoại đâu. Chị Thi Nguyễn sao mà em thấy chị mà, chị sao? Có ba cái chén đó à. Chiếc nhẫn opal nè mọi người nè. Chị Phương, chị Thi Nguyễn, chị lấy chiếc nhẫn opal hả? Nè, size số 6. Rồi để cho chị 70 ngàn nhé. Xây số 670. Ô banh ghép không có. Để con vừa like. Cái này không phải. Thi Nguyễn. Ngày mai em gửi trùng với lại mấy ký kia luôn nha chị nhé. Còn ốp nào không em? Ốp là cái gì chị? Ốp là cái gì? Có ai mua cơm, có ai mua nhẫn này với giá 50 ngàn một chiếc không? Ê cái này cái gì vậy? Ủa cái này là gì vậy ta? Ê thơm quá à. Nước hoa bỏ vào đây để chấm chấm nè mấy chị. Thơm lắm. Rồi nó dính cái gì vô đây luôn. Nó dính một cái dây chuyền màu vàng vô đây nè. Mấy chị tự về gỡ nha. Với lại một cái lắc tay này, hồi này không có dính. Rồi mấy chị về tự gửi giùm em nha. Cái này thơm lắm. Với lại một cái dây chuyền như đây nè. Em để cho mấy chị 70 ngàn nha. Lên cho em mã 70. Ai lấy lên cho em mã 70 thơm lắm. Em hết rồi, có khi nào em bị nghiện cái chai này không? Mã thơ. Mã gì? Mã thơm hay mã 70? Mã 70. Mã 70 Nam. Nam trước rồi mấy chị ơi, em đọc mã tại ai cũng đòi lấy. Thông cảm giùm em nha mọi người. Thông cảm giúp em nhé. Mã gì mà mã 70. Mã 70. Mã 70 lộn rồi. Mã 70 cho Phương Thu nè, Thiên Hà nè, Nam nè, chị Thi Nguyễn sao nha. Chị Thu trước rồi mấy chị. Ủa sao kỳ ta? Chị Thu trước rồi mọi người ơi. Hề luôn á. Không thấy thì nó cứ hiện lên. Kỳ cục. Có lúc không thấy, có lúc nó hiện lên. Kỳ cục kẹo thiệt luôn á, không hiểu luôn á. Siêu thiệt. Mẹ ơi. Em sao nữa rồi? Mẹ lấy mấy cái lông này ra. Cái gì nữa? Sao mà lấy được? Bây giờ con dán đi. Mẹ đang bán hàng, không mẹ bán đó, rồi. Mẹ đó. Ngày mai đói chết. Không ai lo cho mình nữa đâu.
Đi viết của mẹ để mẹ đang chốt đơn. Con kiếm đi viết khác đi. Đây nè. Mẹ đưa viết đi cho mẹ. Đừng có giận. Tại vì cái mạng á. Mẹ cho con Silver nè mọi người mẹ ơi. Cho con một cái giấy. Bạc nè. Giấy đâu với rồi? Với lại viên tô bát nè. Mẹ cho con một cái giấy coi. Cái thằng này chắc. Đây nè. Sao? Mẹ. Con sao hét. Con? Mẹ con hét hét là ba đánh con đó. Không có đùa giỡn kiểu đó nha. Nè có giấy khai sinh nè, hai viên tô bát nhỏ nhỏ xinh quá mấy chị, đẹp chưa? Rồi em để cho mọi người cái đôi bông này hả, hai cái viên tô ba này đẹp lắm. Cái này nó là 200 ngàn thôi mọi người ơi, lên cho em mã bông 200. Bông 200 nha mấy anh chị, bông 200 có kiểm định của Nhật. Bông 200. Bông 200, ai lấy bông lên giúp em mã bông 200. Xem dây đá trên canh. Tourmaline là 180, còn cái này là 500 cẩm thạch. Bông xem bông nụ to. Bông nụ to mọi người. Này 200 chốt cho chị Thi Nguyễn. Cái này đẹp đó chị. Hai cái viên tô ba xinh quá trời xinh. Thi Nguyễn. Con ơi. Bạn hỏi đá nào bạn ơi? Hải Yến ơi. Hải Yến muốn hỏi đá nào? Ui. Đẹp mà. Đây là cái quái gì đây? Ủa bữa có chiếc nhẫn này ai mua rồi ta? Bữa có chiếc nhẫn này nè. Ủa có chiếc nhẫn như thế này là ai mua mất rồi? Ê, cái mặt này nó bằng bạc hay cái gì mà nó đen hù lùi vậy mấy chị, đem vệ sinh nó đã. Rồi mà, cái dây này là cái dây gì mà nó dính nùi nùi vậy mọi người ơi. Chai này chai thật mấy chị. Nó dính rồi. Cái này để bỏ vô con cái chai về lựa đi chứ. Bỏ rồi chị ơi, bỏ giấy rồi. Về nhà chụp xong rồi cái mình xem nhá. Bỏ giấy vô rồi. Bỏ giấy vô rồi nha chị. Cái này có phải cái đai váy không ta hay là cái dây cổ? Sao nó dài dữ vậy? Chai thật nè. Chai trứng bóng nha. Này, phối với lại thạch anh. Phối với sà cừ. Phối với lại cái viên đá vảy rồng nè. Wow. Dây này dài lắm mấy chị. Dài ơi là dài luôn. Đây là một vòng cổ rồi nè. Còn dưới đây nữa. Rồi em bán rẻ cho mọi người cái sợi dây này nha. 200 ngàn thôi, lên cho em mã rẻ. 200 mã rẻ. Quá rẻ luôn. 200 mã rẻ. Rẻ ghê luôn. Đây một cái mặt viên nè. 50 ngàn, ai lấy viên lên cho em mã viên. Khắc hoa đó mấy chị, chạm hoa 50 ngàn, ai lấy viên lên giúp cho em mã viên. Viên 50. Viên 50. Con bướm này sao nó cứ buông vô người mình hoài vậy mọi người. Ê, có một cái mặt oban đó nè. Có một cái dây oban, có cái mặt oban nè. Mấy chị này không đậu. Trời ơi, con tô cái kiểu đó rồi làm sao. Nè oban nè mọi người. Lửa dữ lắm nhưng mà ở trong đây sao không thấy. 100 ngàn lên cho em ở opal 100. Opal 100. Opal 100 nha mọi người. Opal 100. Này là cái gì vậy ta? Cài áo. Cái cài áo. Ở đây nó có khắc 900 nè. Sao nó vàng vàng xanh xanh vậy? Hai cái cài áo này giống bằng bạc. Cái này thì bằng bạc Thái thì biết rồi. Đó. Ơi. Này. Ai lấy hai cái này em để cho mọi người là em không. Nè. Cái giỏ hoa với cái bình nè.
Đó, ai lấy hai cái này em để cho mọi người là 250. Giống như bán cái này dặn cái này vậy đó. Đó, 250 nha. 250. Opal 100 chốt cho chị Thi Nguyễn nè. Trời ơi, nó làm hư cái viết của tôi, cái nó đem lại nó trả. Má cái thằng này, quá trời quá đất. Nói là cẩm thạch đó em. Cẩm thạch đó, 500. Ngọc Hòa Điền nè mấy chị nè. Ngọc Hòa Điền cũng 500. Ngọc Hòa Điền. Cái này nó là lapis phối với lại tourmaline phối với thạch anh tím cũng 500 luôn. Ngẫm lắm, kiểm định. Xong cái tiền cũng đủ tiền kiếm định. Rồi em lên tiếp tục mọi người ơi. Em có một cái dây tourmaline. Ô, cái dây tourmaline này nó đẹp. Cái này nó giống kim cương đen luôn á mấy chị. Nè. Cái khúc này giống kim cương đen quá luôn á. Nè. Rồi dây này xuất sắc mấy chị. Dài. Cái tourmaline nè mọi người, em nói là giống thôi nha. Cái này không phải là có ánh nè. Em nhìn nhìn kỹ kỹ lại coi. Wow. Cái dây này em để cho mọi người là 750 nha mọi người. 750 em nói nó đẹp. Mấy chị nhận, mấy chị nhận thì đẹp lắm. Nó phối nè. 750 ai lấy lên giúp cho em ạ. 750 750 Ngọc Hòa Điền 500. Ừ đúng rồi, lấy Ngọc Hòa Điền đi. Còn cái lapis cho em. Đây, chốt cho chị Huy Nguyễn. Ơi. Vì sao, vì sao rơi ô hay, vì sao rơi đêm nay, tình tu buồn riêng hay buồn vì lời nguyện, vì sao rơi trong mây, vì sao rơi trong mây như mộng rơi, như một linh hồn xa vời, như giấc mơ nhìn vào thương nhau, cô bé qua đời. Từng điên vỡ hồn về mấy. Ê, mấy chị ơi, cái gì nè mấy chị? Còn một nùi luôn em không biết cái giống là có một cái dây. Có một cái dây chai nè. Nó một nùi luôn thôi gì. Bỏ ký cho chị Thi Nguyễn, giờ chị Thi Nguyễn gỡ nha. Nè dây hiệu nè. Nè. Wow, cái dây mắc khổ nè. Silver nè. Silver 925 gì đó, đó 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 đó. Bỏ ký cho chị về chị. Cái nào về nhà tự gỡ đi. Cái nào em gỡ được thì em gỡ. Ơi ai vẽ siêu vậy ta? Có mình em vừa bán vừa phải nói chuyện với thằng con, mấy chị thông cảm nha. Em có cái đồng hồ này nè mọi người. Em có cái đồng hồ này. Và cái khóa của nó, cái khóa của nó bị vậy nè. Đồng hồ Halloween nè, em bán 50 ngàn mấy chị. Cái khóa của nó bị nói chung bị sút rồi. Hôm bữa nó có, nó vẫn còn đang chạy nè. Đó, nó nhà mã 50 nó vẫn còn đang chạy. Nó chỉ bị hư cái khóa thôi nha mấy chị. Lên mã 50 in China. Mở đẹp quá mấy chị. Đó, mã 50. Các em mua không mọi người? Nó vẽ được cái con bạch tuộc, cái nó kêu là có con bạch tuộc này mẹ ơi. Rồi cái đồng hồ Halloween đẹp lắm luôn á. 50 chốt cho chị Thu nha.
Thôi con đừng có vẽ mạnh quá, hư hết viết của mẹ rồi. Mẹ không có viết để mẹ chốt đơn đó con nè. Một chiếc cài áo này, cái này nó là xương nha mấy chị, em nhìn lại coi. Một chiếc cài áo này nó là xương nè, 70.000 lên cho em mã xương 70, xương 70, xương 70. Một chiếc cài áo san hô to đùng nè mấy chị, 50.000 lên cho em mã 50, mã 50. Một cái chiếc cài áo đá con màu tím mà lấp la lấp lánh nè mấy chị, trời ơi má ơi kim cương bự quá, 50.000 lên cho em mã tím, tím 50. Cái này nó là một chiếc xà cừ mấy chị, bóng lón luôn, nhìn thấy được em luôn nè. Cài áo kia mặc dây chuyền được luôn á, lên cho em mã xà cừ 50. Mấy chị có muốn mua cài áo không mọi người? Mua sỉ cài áo không mấy anh chị? Nếu mà sỉ ký á, 500.000 một ký là không có bao lỗi. Còn mờ lẻ, lẻ là 20.000 một cái là có bao nhiêu mấy chị lấy hết là em bao lỗi từng cái. Còn sỉ là cân lên, hốt cân lên. Em đang có khoảng... em đang có khoảng 100 cái. Em Hòa Điền phối vàng mốt nó phai không? Phai chứ. Mình đeo mình không giữ là nó sẽ phai chứ chị. Mình đeo mình không giữ là nó sẽ phai chứ. Mình đeo vàng thật nó cũng cũ đi mà. Nó cũng là titan đó. Nó lâu phai thôi, nhưng mà đeo về lâu về dài thì nó sẽ phai chứ chị. Nó không vĩnh viễn được. Mình đeo bạc lâu ấy là lâu ngày nó cũng đen, mình đeo vàng lâu ngày nó cũng cũ. Và cái này là đồ là em bán đá thôi, chứ còn vàng này là về chị tháo ra chị phối cái khác vô cũng được mà. Nó là chun mà. Lấy không lấy cũng không sao nhá. Nếu mà chị muốn thì em xả ra nhá chị nhá. Phai đó, chị đeo lâu ngày là nó phai đó chị. Chuyện gì? Có đáng đấm không? Đấm không bắt lại mà lấy cái ăn cục kẹo phải không? Ăn. Sao có ăn không? Không ăn thì đi rửa cái tay ra. Không rửa được mà đi con được. Mẹ đang bán hàng. Mà đi con cũng được. Vì con ngồi đó đi xíu nữa mẹ bán xong mẹ rửa. Ha. Mấy chị ơi, cái dây này đẹp quá mấy chị. Nè, 50.000. Nè, đá nè. Đá màu tím, không phải màu đen đâu. Lên cho em mã tím, 50. Rồi đi xuống dưới. Liên tai 62 đó em ơi, 62. Chị ơi, chị Thi Nguyễn ơi, chị có lấy không chị? Tím chốt cho chị Phương Thu 50 nè. Ồ, đẹp quá. Lấy thì nói em nha. Ôi trời ơi là trời té. Cái này chai nè mấy chị, chai thật mà. Chai nè. Chai nè. Rồi em bán cho mấy chị cái dây này 50.000 lên mã chai thật. Để yên. Cái nắp đâu? Chị Phương Thu đi xuống. Trời ơi. Vô phòng đi con. Bỏ cái tay ra. Đứng lên. Nói nhẹ không nghe. Mình nói ha đấy. Mà nói con mèo. Mẹ đâu có la con đâu. Mẹ đâu có la con. Mẹ chỉ thương con thôi à. Đúng rồi. Trời ơi tím đẹp quá mấy chị ơi. 50.000. Ui. Em cũng bị xíu nè. Vô trong đó ba cái ghim nó đâm. Ơi mấy chị ơi em lấy lại được không mấy chị? Con cá 30.000 cho em lên mã cá. Cá 30. Cá 30. Lại xa phim rồi nè. Trời ơi. Lên cho em mã số 3. Mẹ cho con mượn cá là em 50.000. Không. Cá cho em mượn xíu không ý. Tím 50 cho anh.
đau lòng. Lấy mã số 3 luôn đi, cũng là silver luôn á, và nó cũng trong luôn á. Con nó gớt cái tủ đó xuống á, con ơi chết thì thiệt luôn, có một mình. Giờ mẹ mà không làm là con không có cái để ăn đâu nha. Cái gì? Mẹ mà không bán hàng con không có cái để ăn đâu đó. Rồi đi ra ngoài. Nhanh. Mẹ con mẹ. Chọn mẹ rồi. Ừ, ôi là trời, có nó phá cái viết của tôi nè. Mẹ cha nó. Mẹ mày nói ai vậy? À, mẹ nói con mèo. Mã số 3 cũng là silver luôn á chị. Đẹp. Đổi Ngọc Hòa Điền lấy Tourmaline. Lấy Tourmaline 750 hả chị? Ủa nãy 700 hay 750 ta? Em nói cái Tourmaline 700 hay 750 vậy mọi người? 750, chính xác là 750. Cái này cho chị Phương Thu 550. Cái này mà đẹp lắm. Em đeo luôn. Mai em tháo cái kiểm định ra. Cái này hả chị lấy Tourmaline này, Tourmaline này đẹp xuất sắc luôn á, nhất cái nắp luôn. Mọi người có mua kim cương 20CT không? 20CT 3,5 triệu. Có kiểm định luôn. Mã đỏ nè mấy chị. Mã của hai hai sáu cái này, nhưng mà nó không có hai cái này không ra. Đi rồi, con lại đằng kia rồi đi. Mã hai màu. Người ta bóp vô để cho nó đừng có bị. Con lấy hết kiểu này rồi mới mốt rồi lấy cái gì rồi xong. Đi vô phòng đi. Con mèo kia. Đó con. Thiên Hà. Ok chị lựa đi. Còn lấy cái túi này nè. Ây da. 3,5 triệu. Nó đi gửi đi kiểm định đó. Chưa có, hiện tại chưa có kiểm định, nhưng mà nếu mà ai mà kiểm định thì em sẽ kiểm định bây giờ. Em nếu mà không lấy kiểm định thì trừ lại 200.000. Còn 3,3 triệu. Hồi nãy nè. Khóa nó là khóa silver ở khóa 925 thôi. S925. Giận lắm mà không dám chửi. Phải là không dám chửi mà là không được quyền chửi. Chị ơi, Thu ơi. Chị Thu lấy đi chị. Toàn là đẹp đẹp không á. 3,3 triệu đó cô ơi. 3,3 triệu 20CT là không có giấy kiểm định. Còn cô muốn kiểm định thì thêm 200.000 nữa là 3,5 triệu. Con đi kiểm định cho cô. Kiểm định là của kiểm định bên GNT hoặc là SCC nha mấy anh chị. Ủa GNT. GNT là cái là đơn vị vận chuyển. Giống khùng ghê mấy chị. GNT là bên đơn vị vận chuyển. GNG. Còn cái GNT tự nói tự phát hiện ra tự cười luôn, thiệt là đau lòng quá. GNT nói tỉnh cười luôn má ơi. Ok, ngày mai chị, mai em inbox cho chị nha.
Mai em inbox cho chị GNT. Mai em inbox cho chị nhá. Thấy chị yêu, giờ em bỏ cái cài áo ra. Có chị nào muốn mua cài áo nữa không? Có chị nào muốn mua cài áo nữa không? GNT cười quá à. Này còn bên đây. Ô, có trăm nè. Ô. Hai cây trăm nè mấy chị. 230.000 lên cho em mã 130. Ui, ui, ui. Đẹp quá vợ. Ôi trời 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 trời. Đẹp nhưng mà không có mới lắm. Đẹp nhưng mà không có mới lắm. Ui xuất sắc quá. Xuất sắc quá mấy chị ơi. Mẹ không có biết. Đẹp chứ không có mới em bán 5. Để đâu rồi? 50. Ai lấy lên chơi em ở 50. Mẹ để đâu rồi mẹ? Mẹ không có nhớ. Mẹ nhìn hỏi coi. Mẹ không có nhớ. Để con xe. À, ở đó kìa. No, thằng con mới nói vài câu mà ba mẹ đã bị hại não rồi ngay ha ha. Mẹ cho con đi xuống, mẹ con lấy. Cho chị Thi Nguyễn. Vâng mẹ. 30. Con vô trong đó con té, con dập ngọt con bây giờ. Sao cao quá làm sao lấy được? Không lấy được thì khỏi chơi. Khỏi chơi rồi. Lấy cho con đi. Cho một xíu mà coi mấy cái này là cái gì. Wow, giống vỏ sò vậy á mẹ. Gì giống vậy? Giống vỏ sò vậy á. Cái nào? Cái này nè. Này hả? Cái này người ta á, con sò người ta mở ra người ta làm á. Mẹ biết chưa mẹ? Cái này đó là đồ thời trang mấy anh chị. Nguyên một cái bộ này đồ thời trang nè. 40.000. Lên cho em mở hộp. Dạ, im lặng. Để mẹ lấy, im lặng, đừng có nói, im lặng. Wow, xuất sắc, wow. Con nhìn cái này con thấy đẹp không? Thấy nè. Nè, con. Wow, cái này xa xá một chút luôn nè. Rồi, con giới thiệu với mấy cô này đẹp quá nè, nói đi. Cô, cái này đẹp quá, con mua đi. À, 50.000. 20.000. Trời ơi, 50. 20.000. Bán 20 thì khỏi uống sữa nha. Mẹ lấy cho con. Bây giờ mấy chục ngàn nói thì mới lấy mấy chục. 20. Không, 50. 50. Bao nhiêu? 12. Bao nhiêu tiền cái này? 30 tiền. Con bán này bao nhiêu? 40 tiền. 40. 40 tiền mấy anh chị, 40 tiền ai lấy lên mã 40 tiền. Má ơi nó trả giá giùm cho khách. Mẹ lấy cho con đi. Được rồi để con. Nó trả giá giùm cho khách nó luôn lại luôn. Bội lắm. Rồi đi ra ngoài chơi. Đứng lên. Đi ra ngoài đi. Có cắt một cái kìa. Ừ, hết rồi. Nó là đồ thời trang, không phải đá đâu. Không phải. Hai mẹ con mắc cười quá à. Nó là nhựa. Nhưng mà nó đẹp. Nói cho em bán này giống như ý nó đó, 20.000 mấy anh chị, nó là nhựa. Nhưng mà nó đẹp. 20.000 đó, ai lấy lên giùm em mã đẹp. Hai mẹ con cãi lộn với nhau. Bán hàng mà cãi lộn. Kỳ cục quá. Nha. Kỳ cục quá. Ai hỏi mặt ngờ nè. Có mặt ngờ không con? Chào em yêu. Một cái lắc tay đá đẹp mấy anh chị. Mặt ngờ hả? Có. Để con lên cho. Con nhìn. Một cái này 30.000 lên cho em ở vòng tay full đá luôn. Em bán rẻ quá cái mọi người nghi ngờ nó không đẹp á. Nhưng mà thật sự là nó đẹp lắm.
phải gì mấy chị đâu biết em đâu bị kỳ đâu. Đang mò chúng nó. Lại mấy chị. Em la. Em la quá là. Xin lỗi mọi người nha. Mình còn ảnh ơi biết nó còn hóc cổ. Em sợ mấy con dây trơn. Sao lại nó nằm. Mò nãy giờ không thấy nó, ở đâu nó nhảy ra muốn chết luôn á trời. Trời em sợ mấy con nó từ nhỏ mấy chị ơi, em sợ lắm. Em mà tại vì mẹ giật mình á, mẹ giật mình mới sợ. Nhưng mà nó tối là nó đau lắm, nó ngủ một xíu rồi nó ra liền. Ví dụ nó ngủ một xíu thôi hả? Sao nãy con không giúp mẹ? Nhận hạt gì sao xuống 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 không được vậy. Má ơi hết hồn luôn mấy chị. Trời chốt rồi chị ơi, hết hồn hết vía luôn mấy anh chị. Xin lỗi mọi người nghe. À, nhỏ em bị mẹ em á hả, nhát mấy con đó biết em bị sợ. Cái này cẩm thạch nè em nè. Quá trời quá đất. Lấy cô cái cào áo đen góc 10 giờ. Cái này hả cô? Hai cái này hả? Hả? Hai cái này nó là... Bên đây nó có khắc 900 nè. Đây có khắc sterling nè. Đó hai cái này là 250, giống như bán cái này tặng cái này. Bữa con có cái nhẫn này nè của lô trước mà con biết bán cho ai rồi. Hai cái này là 250, hai cái này 200 nữa đi đó. Hai cái này 200 cài áo xuất sắc chưa. Hai cái này 200 nó xỉu luôn. Con cá 30 lên mặt cá 30 mà mò chúng nó ướt ướt nó lạnh lạnh trời ơi. Còn nếu mà cô lấy một cái này thì con để cho cô là 150. Bán rồi, con bán cho người ta rồi. Bán lâu á là lâu rồi, bây giờ khui ra mới có cái này á cô ạ. À. Mọi người ơi, cái này nhẫn này hả em? Tay em vừa không? Đi này đi số 6 nè. Ấy mà cái nhẫn này hình như cái hộp nó bị... Ủa sao cái vân đá nó kỳ. Cái vân đá của nó, cái vân đá của nó nguyên đường nè. À, nếu mà nó nứt lại phải nứt luôn ở dưới. Còn dưới không có. 100.000 mã xanh. Cái nhẫn con bán rồi. Giờ em lên cái mớ đồ thời trang cho ai chốt thì chốt nha mọi người. Đồ thời trang nè. Đó lên cho em mã số 1 20. Mã số 1, 20. Cái này nó hít hít nhau nè. Huyết áp á. Mã số 2, 20. Mã số 2, 20. Mã xanh. Mã xanh 100. Cô ơi, cô có lấy hết cái combo nhẫn này không cô?
cái combo cái gì con? Nó, thằng con Ban hỏi là cô có lấy hết cái chỗ nhẫn này không á. Con nói có chứ, là 50.000 một chiếc á, lấy hết cái chỗ nhẫn này là 50.000 một chiếc nè. Em cho cô xem lại toàn đá không à. Nè, đá nè. Đá nè. Đá không mà không có nào không phải đá, đá nè. Đá nè. Nè. Thằng Phú nó lanh miệng lắm. Có chớ liền à. Mà không biết người ta có lấy hay không. Thạch Anh nè. Đó luôn cái nhẫn nãy cô mới chốt nè. Tất cả là đá hết. Cái này là chai nè, chai thật nè. Đó, 50.000 một chiếc. 2 4 5 6 7 8 9 10 12. 15 chiếc. Đó này còn 3 chiếc nữa nè, 15 chiếc á. Là ôm hết là 50.000, còn mà lẻ thì 100.000 một chiếc nha mấy anh chị. Lẻ là 100.000 một chiếc nhưng mà đa, nhưng mà nó đẹp mà. Lẻ là 100.000 một chiếc. Đừng tin vào lời ông vú nè, đây nó nè. Vô thường có bạn nam không em? Lấy cái nhẫn nam. Này không phải nam đâu. Nó nữ thôi, nó có xài số 7 thôi à. Giờ cô lấy hai chiếc này 200. Cô lấy hai chiếc này 200 nha. Nó là size số 7 thôi. Nó giống như bạc thái vậy đó. Mà không thấy nó khác dấu hiệu. Không ai lấy nguyên combo nhẫn gì. Em không có bạc nam nha anh ơi. Một cái chiếc thạch anh hà. Nhìn này coi. Một cái viên đá, mặt đá thạch anh hồng cắt giác nè mấy chị. Đó. Luôn cả sợi dây nha. Sợi dây nè, khóa nè. Cái này 100 ngàn nha mọi người. Lên cho em ở cắt giác 100. Cắt giác 100. Bạc thật hả? Ủa sao giống bạc thật quá vậy ta? Ủa mấy chị ơi coi chừng. Cái này giống bạc lắm. Bán 100 ngàn. Chị Thi Nguyễn ơi, chị lấy hả combo nhẫn chai không chị? Nè. Tất cả đều chai thật hết. Chị có lấy combo nhẫn chai không? Hay chị lấy một chiếc thôi? Con ơi! Phú ơi! Dạ. Đi vô, không có đi ra ngoài đường. Không có đi ra ngoài đường đâu. Mẹ! Ơi! Con đi ra ngoài đường đâu. Mẹ sợ con đi ra ngoài đường, mẹ la lên vậy đó. Xin lỗi nha. Đây nè, tất cả đều chai thật nè mọi người. Có ai lấy combo nhẫn chai thật không? Một chiếc nè. Hai chiếc nè. Ba chiếc nè. Bốn chiếc nè. Năm chiếc nè. Sáu chiếc nè. Bảy chiếc nè. Tất cả là chai thật. Và nó có chiếc có khắc silver, có chiếc không khắc. 7x7 49. Đó 490.000. Ai lấy hết thì em tính 450 thôi. Ai lấy hết em tính 450 thôi mọi người. Em có một cái nhẫn viên đá nè. Này dễ thương quá, nhỏ nhỏ thôi, 50.000 lên cho em mã nhỏ. Này size này là size số. Size này là size số mấy? Size số 7 nha. 50.000 lên cho em mã tím 50, tím 50. 450.000 chốt cho chị Thi Nguyễn. Mấy chiếc vậy? Mấy chiếc mà 411. 2 3 4 5 6 7. 7x7 49 mà. À mình bớt. Ơi mẹ nói ơi, một cái chiếc kim cài áo nè. 30.000 lên cho em mã kim 6.800 yên nè mấy chị. 1.000 yên là 230. Triệu mấy cái kim đó. Chịu mấy cái game đó mọi người. Để em kiếm cho một chiếc nữa. Để em kiếm cái gì. Ok em. À chị Thi Nguyễn ơi, có cái chiếc này nữa nè. Chị Thi Nguyễn có lấy cái chiếc này nữa không? Viên chai thật luôn á. Dạ em biết rồi.
là thành 500, chị có lấy không? Em biết rồi, em biết rồi. Em biết rồi. Là 500 nha. Rồi còn cái combo này không ai mua hết. Để combo này để chụp lô không mọi người. Rồi em lên tiếp món khác nha cả nhà. Đừng có la em nha. Không được la em á. Con lấy cái đi lại chỗ khác. Đi đi. Đi lên trên á. Đừng có la tội nghiệp. Tội nghiệp em. Em à, em không có phá đồ nha em. Ủa cái gì vậy mọi người? Cái này cái gì vậy mấy anh chị? Hả? Đeo cái kiểu gì? 50 ngàn, ai lấy cườm lên giùm em mở cườm. Viên đóng cườm 50. Cườm 50. Cườm 50. Một cái vòng tay cườm nữa nè. 30 lên cho em, mã 30. Mã 30. Có Obama không chị, lúc nãy chị bán rồi em ơi. Hôm qua chị bán rồi. Ô cái này cái gì vậy? Ủa mọi người ơi, cái này đẹp quá. Trời ơi, mấy con canh bự, con canh này nó nhỏ quá, không thể nào mà để được đồ. Trời ơi, mua canh gỗ này em bán lại cho mọi người 150 thôi. Nhỏ quá, lấy cái canh bự ra cho nó được. Canh cho nhỏ quá, chịu không được. Ê, cái này đẹp nè mấy chị. Nè. Ủa đeo kiểu gì? Giày hả? Giày. Nè mấy chị nè. 30 ngàn lên cho em mã 30. Đồ thời trang nha mọi người. 30 ngàn lên giùm em mã 30. Mã gỗ nè. Gỗ 20 ngàn lên giúp em mã gỗ. Giờ em bán dây thời trang nha. Mã 30 chốt cho chị Thi Nguyễn. Từ từ chị xem coi trong cái này có không, chị vừa lai vừa gỡ nè. Cái đống này đi quá ngoài đường không có gỡ được. Ôi da, đau cái đít thế. Ngồi lên cái gì đau đít quá. 30 cho Thi Nguyễn. Ngồi lên cái này hàng chi à. Ủa cái này là cái gì vậy ta? Ôi. Cái dây mã não nè mấy chị. Mã não trắng nè. Mà nó không có khóa. Mấy hai cái này nó là đầu này bằng bạc nè. Rồi em bán này cho mọi người 100. 100 mọi người về làm khóa giúp em nha. 100. 100. Ai lấy này lên giùm em mã 100. Ôi, cái dây cườm mà có khóa đẹp mà mấy chị nè. 30 ngàn lên cho em mã cườm đen. Cùm đen 30, cùm đen 30. Cô xem canh 150. Nè con canh này nè cô nè. Nó bằng gỗ, còn mấy này bằng nhựa. Nè con canh nãy giờ đó. Nè. Lấy con canh này 150 con tặng cho cái này nè. Để con lấy cái này con tặng cho. Con đứng lên cái. Như con hình như là con mua 170 á. Phải thấy nó dư quá. Ê, bụi quá đi. Con tặng cho cái này nè. Mai con rửa cho, con để không bụi, con tặng cho cái cây này. Con để mà mấy cô. Nó sạch nó. Sao? Con làm gãy rồi con nói gì nữa? Giờ là con sẽ lấy cái keo dán lại. Để im ở đó, con không có làm một cái gì hết. Làm một cái gì? Con làm là hết cùng hết cái chai keo của mẹ để mẹ tự dán. Ngày mai mẹ dán.
Quá trời quá đất. Rồi ok, chốt cho cô nha. Mai con gửi cái này rồi con đưa cho cô sau. Mẹ đâu có nói chuyện với con, mẹ bán hàng thì mẹ phải nói chuyện với khách. Và khách mua ở trên điện thoại thì mẹ phải nói chuyện với cái điện thoại. Đúng không? Thì tại sao con lại hỏi mẹ? Cái này ngày mai con rửa cho để không có xài tới, nó bụi quá. Này chốt cho cô nha. 150. Ủa, còn gì nó thanh lý luôn. Ê, còn cái này nè mấy, còn này nè mấy chị ơi. Em để cũng không có. Này nè. Cái này nè. Từ từ nha mọi người. Chuyên mục thanh lý cái này nha. Cái này không biết là mua bao nhiêu không nhớ nữa. Cái này xay được nha. Nè xay được. À, hay là mình để ra ngoài mình mở cửa hàng ra. Nè xay được nha. Để coi coi cái này mua bao nhiêu tiền. Không nhớ, mua cũng khá lâu. Rồi không, bán cái này cho mọi người là hình như mua 100 mấy, 200 mấy không nhớ. Để con để em cái nha mọi người. Em lên em coi sơ để em bán. Đến thôi nhiều khi em bán lộn á. Lộn là lỗi cho mọi người á. À, em bán giá treo trang sức hả? Trang sức ôi sao vậy, điện thoại nó không chịu được, nó không chịu lời nói của mình. Không nhớ là mua bao nhiêu tiền. Ủa sao nó không có ta, không thấy. Thôi không biết đâu, bán cho mọi người 50.000 á. Mấy chị 50.000 á. 50.000 á. Vô cái tự ỏi không à. 50.000 mọi người. Lấy đại đi. Em nhớ. Còn cây hu không chị? Để chị cái treo vòng tay. Cái treo vòng tay. Cái treo vòng tay để chị 100.000. Em không nhớ mua nhiêu, cái này 50.000 mấy chị nè. Xây được nè. Ồ mà mất công ship quá. Thôi để đi ra ngoài cửa hàng luôn. Cái treo vòng tay 100.000. Bán luôn. Đây cái treo vòng tay 100.000 nè chị. Bán luôn. Dọn nhà luôn. Dọn nhà luôn. Anh Ngộ Chí Tịnh có gì cho anh không? Ê dạ. Có. Có anh ơi, có. Có. Ủa? Sao tự nhiên không có thấy bình luận của ai hết vậy ta? Chết mù che rồi. Rồi mọi người nhá, vậy nè. Sao mà coi được. Có gì cho anh không? Cho em xem vòng cổ hạt màu vàng trên cây chị mới lấy xuống. Vòng cổ hạt màu vàng trên cây chị mới lấy xuống. Cho xem dây hổ phách. Má ơi. Đây. Anh Hộ Trí Tịnh họ kiếm hổ phách giả. Em sẽ chụp cho anh xem. Đây. Cái này 1.200.000. Cái này 1.300.000. Hết. Cái này 1. Cái này bao nhiêu? Hôm bữa là bán cho mọi người là 1.400.000 á. Mà hả? Mà nó có bị mắc vé. Hôm nay em sale mạnh tay cái vòng hổ phách này cho mọi người 1.000.000. Không, bán 990.000 thôi. Em quyết định là bán cho nó bằng được 1.400.000 á. Mà cứ cọc cho em 100.000 xong cái không xả. Cọc kem 100.000 xong cái hỏng lấy nó bơm về nó mới nằm đây nè.
990.000 hôm nay nha mấy chị, riêng hôm nay thôi. Riêng hôm nay cái vòng hổ phách là 990. Hả? Trời ơi. Sao gắn? Dán keo chưa? Rồi. Đưa bay, đưa cái keo đây. Cái keo này à. Cái keo này à. Rồi để nó đi, mẹ lấy keo này dán cái dạng. Đợi em xíu mọi người ơi. Có mình ơn nè. Mà con thơ. Cái keo gì vậy? Keo dán trang sức của tôi. Ủa sao làm lẻ vậy? Để em chưa có dán. Xong phải đẩy cái nắp cái keo này lại. Đừng có đụng cái bàn. Cái bàn này có khỏe không? Con hỏi ai? Bàn này có khỏe không mẹ? Nó đụng nó sẽ bị gung ginh. Và sẽ rớt cái điện thoại xuống. Rồi 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 rồi. Đi ra ngoài để trước quạt đi cho nó khô. Cầm ở đây. Rồi. Rồi 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 rồi. Để cô đi. Nhanh lên. Xong chưa? Cái này để lâu lắm rồi, nó đang bị bụi nè. Đó nè. Này đúng không em ơi? Nè. 30.000 thôi, 30. Cái dây thì mới nhưng mà có cái cục này thì nó không có mới thôi. Cái dây thì mới. Đúng đó không em ơi? Ủa không ai mua giùm em cái dây, cái vòng tay hổ phách 990.000 hả mọi người? Đau lòng thế. Đau lòng quá đi, cho dù biết Chúa tên đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ. Có combo này nè, anh ngồi xí tỉnh ơi, anh còn xem không anh? Anh còn xem không? Cái combo này chắc là anh cần nè. Cái combo này nè mọi người. Anh ngồi xí tỉnh có còn xem không? Cái con canh kia nó hơi nó gì đó, 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 đây. Không, cái hạt màu đá vàng. Lúc nãy chị bỏ xuống có 2 giây à. Rồi, không còn cái nào nữa hết đó. Cái đó nó có 2 giây chị gỡ ra mà. Đâu có còn đâu. Nè, combo sắc màu nè. Đi ra ngoài kia. Một hồi nữa mẹ sửa cho. Tôi cũng có giọt mày nói nóng lên hoài vậy nhờ. Ngồi đi. Rồi cái combo sắc màu này 100.000 là mấy anh chị 4. Mẹ đánh tét cái đít luôn bây giờ. Ừ mẹ đứng mỏi chân mẹ luôn. Mẹ chết luôn. Chết queo luôn. Combo sắc màu này. Ừ mẹ già mà không thấy đường luôn. Cái mẹ bóc vùi mẹ ăn luôn. Rồi xong cái ra ngoài đường người ta nói thằng Phú bất hiếu luôn. Không cho mẹ nó ăn luôn. Bất hiếu luôn. Ta cười vô mặt Phú luôn. Ta cười vô mặt Phú. Cười vô mặt Phú luôn. Mẹ vô riêng có heo á. Hổn luôn. Rồi là con được sang nước này. Con được thở này. Con được ô mẹ luôn. Được khúc bê của mẹ luôn. Ừ mẹ buồn luôn. Mẹ khóc luôn. Là con được mẹ. Con được mẹ vô ngáp luôn. Ừ rồi sao bất hiếu luôn. Đâu kiếm đồ bán hàng không có đây nè. Hư nè. Được hư lên nè. Có làm mẹ không? Con mẹ đâu? 100 chú cho ngộ chiếc tịnh. Mẹ ơi. Con mẹ cái này ra được không? À anh ngộ chiếc tịnh nè. Mẹ ra. Thôi đừng bẻ đây lắm mà dán cho giả ngờ nè anh nè. Nè. Nè ngồi chỉ tỉnh này hạt nó dài. Để cô để đây. Từ tí mẹ dán cho con nha. Dạ. Ồ hai mẹ con mình thương yêu vẫn thương yêu nhau đúng không con? Rồi. Đúng rồi, vẫn thương yêu nhau. Trời đóng phim mệt quá. Nhà mình muốn đi uống tàu. Đúng rồi. Mình vẫn còn thương yêu nhau. Mẹ cho con một cái bọc to luôn mẹ. Đó mẹ. Ở lòng anh tịnh mà đi. Mẹ cho con một cái bọc to mẹ. Hử? Cho con một cái bọc để con mẹ. Con đừng có dùng cái bọc
mình có túi vải, mình dùng cái túi vải, cái túi vải đằng kia kìa. Đúng rồi đó, cái túi vải màu trắng đó, mình định vô đi con. Đây nè, có một cái ngón tay, cái con gùa màu xanh nè. Đó, đạp lên rồi. Đó, lấy cái túi vải, ok, chính xác. Quá giỏi. Dạ, lô bông tai IP. Nè anh ngồi trí tịnh lên, mấy cái thứ này anh có chơi không? Giờ anh mày mò nó nè. Gỗ xương gì nè anh nè. Cái này nó bị lỗi rồi. Nó có một... Mua gì con? Nè anh ngồi chữ tịnh ơi, nè 1 giây, ok, 2 giây, 3 giây, 4 giây, rồi 100 ngàn lên mã 4 giây. Được con, con mua xúc xích, con làm đồ ăn cho mẹ ăn, ok, được. Mọi con này, tay vô em nó để nhà, chiều nữa nó hết, để em ngồi là con mẹ của nó không có gì hết. Cái này hả? Cái này hả em? Trời ơi. Rồi 30 ngàn luôn. Lên mã lá. Ủa. Anh ngộ trí tịnh ơi. Cái dây màu xanh này là nó là xương á. Nhưng mà nó bị đứt nha. Cho nên anh về hai cái combo 200. Anh về anh nó hả. Anh ngồi bằng mò sâu lại. Hộp gì trong suốt gần canh đen bảy chị Nguyễn Hoài Nam. Này hả em? Này hả? 30 ngàn. Ngọc cái gì ghim áo. Ai mà ví dụ anh ở trên cái đó đó, ở gần mấy cái chùa chiền á, là cần hai mấy cái chỗ này nè, để người ta niệm kinh niệm Phật gì đó. Trời, em không biết mấy cái đó. Em theo cái chủ nghĩa là gì đó, em cũng không biết em theo chủ nghĩa gì nữa. Cái chủ nghĩa là chủ nghĩa gì trời. Nó khùng nói điên biết. Nè. Ê trời ơi đang kiếm. Ê mấy chị ơi. Trời ơi. Đẹp chua vàng khè luôn nè. Chuỗi to trên canh là gì? Có lắc tay hay cổ chi là hạt đá không chị? Nhiều lắm em. Chuỗi to trên canh là gì? Hết rồi, chị bán rồi, nó là đồ thời trang thôi. Cái sợi dây chuyền này đẹp nè mọi người, từ từ nha mọi người ơi. Em bán 80 ngàn lên cho em mã vàng 80. Ai lấy vàng lên giúp em mã vàng 80. Vàng 80 nó để đồ trong đây là phải nịnh nó để cho nó đừng có phá. Nó bán được hàng. Vàng 80. Này vàng đẹp quá mấy chị, mới lắm rồi. Này cho bà già đeo đi chứ em người ta giật. Rồi bán tặng mọi người cái chất cái vòng chất cơ này 10 ngàn. Lên cho em mã tặng 10. Lâu chơi bữa tặng 10. Tặng 10. Nói. Cái này ra cho con chơi. Cái này nè. Con tự làm đi, con không biết làm hả? Con mà con không gỡ được. Nào gỡ một cái thôi nha, dán cùng lum nhà mẹ gỡ cực khổ lắm. Rồi con đi vô cho mẹ bán hàng. Đi đây. Con gán cho mặt con này. Ừ. Rồi đi vô phòng đi. Không có hạt đá đâu em ơi, dây 30k. Dây 30k này nó là đồ thời trang nè. Cho chị Châu Nguyễn nè. Mấy chị thông cảm giùm em nha. Có mình ơn. Mà nó đủ thứ việc để làm hết. Anh Lỗi Chí Tịnh có chốt cườm không? Em lên một cái combo cườm cho mọi người chốt. Cái này nó dài đó, em quấn 2 vòng á. Con đừng có tiền mà để mẹ bán hàng coi. Mẹ vừa hát mà mẹ vừa gỡ nữa.
Rồi đi vô không nhờ nữa, đi vô phòng mở quạt, mở máy lạnh lên rồi nằm coi tivi, im lặng một chút. Nhanh lên. Ủa hồi nãy ai chốt cái này ta? Cái này chốt cho cái cô gì ta? Thiên Hà hả? Hộ 50 Tâm. Rồi em lên một cái combo cườm nha mọi mấy chị ơi. Combo cườm, hai dây cườm rồi nè. Đây cườm nữa nè. Nè, một dây cườm nha. Dây 10k của Châu Nguyễn. Đúng rồi, hai dây cườm nha. Dây 10k của Châu Nguyễn nha. Xíu em lên giá 10k cho mấy chị chọn. Cái này là chốt cơ nè, em làm nó ngắn 3 dây cườm. 3 dây rồi. Hồi nãy có cái lắc tay nhỏ nhỏ nữa nè. Nè, rồi. Lên cho em mã cườm. Một mớ vậy là cườm này là 100.000 mấy chị nè. Đen là 1 nè. À, trắng nè. 2 nè. Một cái vòng tay 3 nè. Một cái vòng cổ 4. Lên cho em mã cườm 100. Cườm 100. Cườm chốt cho chị Châu Nguyễn. Cườm em chốt chị Châu Nguyễn cứ đọc luôn rồi. Đi rồi mấy chị tha hồ mà bán. Em có hai cây châm nè. 30.000 cho em mã châm. Cho em mã châm nha mọi người. Lên giùm em mã châm 30. Mở nhạc ồn quá vậy trời. Chết hết cả cái đầu. Mấy chị nhìn nè. Xám mà nó phối 20.000. Lên cho mã xám. Xám 20. Có dữ gì trời. Trời ơi, cái gì vậy trời? Nồi này luôn. Ô, dính chặt chữ gì? Ây da. Con này dính chặt quá. Dính đỏ quá. Có ai? Rồi, 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 ok em nha. Chị hơi mòn chút. Gỗ 10.000 lên cho em mã gỗ. 10.000 lên giúp cho em mã gỗ. Ok em, ok em. Và giờ đang like chị chưa gửi được. Tí nữa chị gửi. Dạ em bán đồng giá 10.000. Em khỏi nói nha mấy chị, khỏi nói giá. Xanh. Mã xanh, buồn quá rồi. Xanh. Trắng. Trắng. Hai mươi ngàn lên cho em mã ba vòng. 20.000 lên cho em mã ba vòng. Sao tự nhiên cái nó lệch bên vậy? Mấy cái này rồi thời trang nha mấy chị. Mã ba vòng. Nè, nó cứ nồi nồi gì nè. Khó. Bông hoa 10.000. Bông hoa bằng gỗ 10.000 bông hoa. Mã xanh cho kênh Ngộ Trí Tịnh. Chốt trên Ngộ Trí Tịnh, ok, mã xanh. Con Ngộ Trí Tịnh. Đây. Xanh em chốt trên Ngộ Trí Tịnh. Lên cho mã lá. Lá đồ thời trang nha.
Má cam. Má cam. Trời ơi, cái vòng mắc cười mấy chị. Trong nè, lên cho má tặng. Về nhà. Này là nó dính keo thôi nè. Về nhà chùi nó ra. Lên cho má tặng. Ngộ quá à. Ủa cái này để làm gì mấy chị biết không mấy chị? Hả? Nó đá nè. Cái này để làm gì? Băng đô hả ta? Ừ. Băng đô đẹp quá à. Đẹp mấy chị. Nè nó ra lấp lánh nè. 20.000. Lên che mã đá. 20.000 lên che mã đá. Tặng cho Nguyễn Liên. Không. Ui da cái gì đứt cái thê thao quá vậy. Cái gì. Bạn anh ngồi trí tỉnh rất là chậm nha. Bạn anh ngồi trí tỉnh rất là chậm. Ở chí tỉnh đây còn cái gỗ nè, gỗ 10.000 luôn, gỗ 10, gỗ 10. Gỗ 10. Trời ơi nè mấy chị nhìn nè. Nó nùi nùi vậy nè. Ý. Xinh quá à. 20.000 lên chơi mã cô gái. Một cái dây rút nha. Một cái dây rút nè, đẹp quá, bằng gỗ, người ta khắc đẹp lắm mấy chị. Xinh, xinh xắn quá. Ôi, nó mũi cao ha. Mắt hai miếng to nha. Trời ơi, 20.000 lên cho em mã xinh. Này dây rút này đẹp đẹp cho em bán 20. Xấu xấu em bán 10.000. Nè dây rút nè. Mình rút nè, nó. Xinh 20, gỗ 10 cho chị Châu Nguyễn nè. Xinh quá, xinh xẻo quá. Đá 20. Ui mạng gì chậm dữ vậy. Châu Nguyễn. 10. Trời đất ơi. Dục ở đâu đá mất 20 à. Đá 20 là cái gì vậy anh? Đá 20 là cái nào? Đâu có cái nào đá 20 đâu. Cái gỗ này đẹp quá mấy chị, 20.000 mà không ai chốt. Đá 20 là cái gì vậy anh ngồi chứ tình. Em nhìn hoài không nhớ ra là cái gì hết. Nè. Em coi cái đống này là cái giống gì trong đây vậy. Ô chai đá nè mấy chị, có ai mua nguyên set combo chai đá không? Nó nói nó nùi 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 gì nè. Rõ biết. Wow, chai đá nó chị như ai cô da luôn, ánh hồng luôn nè. Đấy, nè, khóa đẹp quá. 50.000 lên chai mã 2 vòng 50. 2 vòng 50. 2 vòng 50. Đây. Cái đó là chai đá, còn cái này là nó nặng tay gọi là chai đá. Còn nó nhẹ tay thì mình gọi là đồ nhựa đó mọi người. Trời ơi nó nùi nùi muốn bán nguyệt combo quá trời. Mình sợ giờ mọi người gỡ không có cái gì chơi. Mã 1 10. Dây thời trang nha. Mã 1 10. Bán vui á. Mã 2 20. Mã 2 20. Lưới đá. À thì tại vì em cất rồi á. Em cất ở đâu? Ở đây. Đây. Giống cái băng đô hả? Nè. Yeah. Em cất rồi á, xong cái. Em giếng rồi cái em không nhìn thấy nó để trên bàn cho nên em không biết nó là cái thứ gì.
đẩy qua bên cái chỗ mà chốt cho nên không biết nó là cái thứ gì hết. 20 của anh ngồi chủ tịch là để riêng này nè. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Mấy này xấu không bán. Trời ơi, má ơi cái này nó nặng. Mấy chị cái này nó nặng cả nửa ký lô của em luôn á mấy chị. Trời ơi coi nè. Trời ơi, cái này mà ví dụ mà mình đi đánh ghen hay gì mình cầm này mình quất chắc bể đầu bằng chồng quá. Ôi nó nặng, nó nặng giả mang luôn mấy chị ơi. Thôi nặng lắm. Quýnh thằng chồng thôi chứ không quýnh cái người kia. Ví dụ như thằng chồng mình mà nó không buông lời ngon tiếng ngọt với lại người phụ nữ kia thì người ta đâu có động lòng. Mấy chị ơi đây, cái dây này nó như thế này nè mọi người nè. Nó là cái gì ta? Nhựa phối cường mấy chị. Nhưng mà nó dài, nó nhiều vòng lắm mấy chị nè. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng. Rồi em bán 30 ngàn cái vòng cái dây đen này mấy chị. Lên cho em mãi đen 30, đen 30, đen 30. Cái này xấu quá em bỏ xuống á mọi người. Nó không có được đẹp á. Nó không được đẹp em bỏ xuống chứ không phải gì ha. Em lấy cái khác lên. Nghe. Mục tiêu nữa, mục tiêu nữa. Ừ nó la hét rồi mọi người, nó la hét. Mười ngàn lên cho em ở mặt. Dính cái chiếc bông vô rồi, bỏ vô luôn. 10 ngàn lên cho mặt, em bán cái mặt thôi nha. Còn dây này là cắt bỏ đi. 10 ngàn lên cho em ở mặt. Mã to. Ai lấy lên mã to. To, mặt. Mặt đây. Mặt chốt cho chị Châu Nguyễn. Chị bỏ cái dây đi nha. Cái dây nó không có đẹp. Cái dây nó xấu. Châu Nguyễn. Chờ mẹ xíu đi con. Có la để cho mẹ bán hàng một chút. Mai mẹ chở đi ăn sáng. Ô cái này nó là nhựa nhưng mà nó làm như đá mặt trăng mấy chị nè. Ui ủa cái này là cái gì? Cái này nó là cái đai hả mấy chị ơi? Em cho mọi người coi nó như vậy nè. Nó là cái đai gì hả? À cái vòng cổ. Ủa nó hai vòng như thế này nè mọi người, nó hai ba vòng như thế này luôn nè mấy chị. Về nhà mấy chị nghiên cứu thì có thể tháo rời ra được á. 20 ngàn lên cho em á. Ba vòng 20, ba vòng 20 to của anh Ngũ Chí Tịnh. Ô mạnh gì mà mạnh dữ, to chốt kênh Ngũ Chí Tịnh. Công nhận mạng qua mạnh lắm á. Qua đợt, mấy đợt rồi. Đỏ. Đỏ. Có không lọc giá là có auto là 10k nha mọi người. Lọc giá nhiều ngại. Trắng. Trắng. Mạng mạnh thiệt luôn á. To chốt rồi anh ạ. À. Thôi mọi người em bán hết cho mấy anh chị nguyên cái chỗ này nè. Mấy chị về nhà, mấy anh chị về nhà, mấy anh chị rồi để em cho con ngủ nó la quá nè. Ủa đây còn cái còn một cái này nữa nè. Mấy anh chị về nhà mấy anh chị gỡ được không? Nè. Cái kẹp. Cái kẹp 20. Cái kẹp trái tim này cũng 20 về nhà trà rửa nha nó dơ đó.
lên trái tim 20, cái kẹp tím thì cũng 20, lên che mã tím 20 luôn. Hôm nay ai chốt 2 cây châm. Ôi nó đứt tè le hộp mè rồi. Chờ chút con. Nè mọi người nè, về nhà mọi người tự gỡ nha. Nha. Nè. Nè, em cũng gỡ ra được rồi nè. Nè. Nói chung là đó, là mấy chị nè. Em cho con đi ngủ hôm nay hết cái chỗ này. Nè, mặt nè. Rồi em bán cái chỗ này cho mọi người là 200.000 cái mới này nè. Cái mới này nè mấy chị nè, 200. Bỏ lên cho cái kẹp trái tim này vô luôn. Đi. 200 cái mới này mấy chị nè. Đây. Đây là mọi người nè. 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 Đây nè. Về nhà mọi người coi. Nè. Ê. Đi gỡ nè. Đó, về nhà tự gỡ. Coi đấy, 200 không? 200 á. Em phải nuôi con em. Bây giờ em còn có mình em nuôi con em mà. Em tặng hết cho anh rồi không được. Bình thường em không có tính toán gì đâu. Nè, em chỉ tặng mấy món thêm giờ thôi, chứ còn tặng hết em tặng không được. Mọi người thông cảm. Bình thường em không còn tính toán, mà hôm nay em phải tính toán. Tính tự dữ lắm. Em bỏ thêm vô chứ em không có bớt được. Em không có bớt, mà có 200 ngàn à. Bỏ thêm vô cho mấy chị chứ. Em không có bớt. Rồi bỏ thêm cái màu vàng này nữa nè, mà nghỉ nha. Đó, 200 ngàn. Mọi người có cài áo rồi gì nữa em chưa ấy thêm á. Có ghim rồi gì cho mình một hai cái. Có cái gì đứt. Rồi mọi người em nghĩ. Rồi đó còn trên đây cũng 200 nữa đi. Trên đây với trên đây. Đây thì mọi người được thấy rồi. Nhiều lắm. Có bông tai nữa. Nè bỏ có bông tai nữa nè. Chứ em không, cái đó cũng gần có ký rồi đó. Đây trên đây nữa nè, còn đóng này nữa nè, cũng 200 nữa nè mọi người. Em nói với chị, ở trong bọc đó có đá nữa. Trong bọc đó có đá nữa, đây. Cái combo này 200 ngàn nữa nè. Có đó là mấy chị nè. Rồi bán cho nó hết, để nghỉ. Cho nó gọn ở chỗ này. Mấy, đó. Nè. Rồi cái combo này 200 nữa, nhiều lắm. Đồ thời trang rồi có đá trong đó nữa. Có dây mảnh, cái trong bịch nó có dây mảnh nữa. Về nhà gỡ giùm em. À, xí động được cái nhỏ, cái nhãn. Trời ơi, đang thèm. Cảm ơn ông địa. Ở đâu ra còn cái nhãn gì trời. Ở đâu ra còn cái nhãn gì trời. Chị Châu Nguyễn lấy đi, chị Châu Nguyễn. Nè, em bỏ cho hai cây kẹp vô luôn. Rồi, hư rồi. Mấy chị mua combo đó, mai em mua nhãn em ăn rồi hư mẹ nó rồi. Thang y như là thang y như là đói tới nơi. Rồi mấy chị ơi, em thoát like đi. Có huyết áp đó em. Huyết áp như thế này à, còn huyết áp dạng kia à chị. Huyết áp như thế này nè em nè. Trăm ngàn đi. Rồi chờ mẹ một chút.
nó là ống sùng củ tỏi. Mai làm cái dây này lại để đeo. À. Chị gì? Đi vô đánh cho cái gì? Thôi em chào mấy chị nha, em cảm ơn mấy chị đã ủng hộ. Hai trăm ngàn mới này nữa. Bye bye mọi người. Ê à, bỏ cái dung đó. 4 triệu. Bye bye mọi người.